Đeo nhanh đơn có khó? Khó nếu bạn không có kinh nghiệm, và bí kíp này của TNG sẽ cực kỳ dễ dàng và giải trí nếu bạn xem xong video dài hơn một tiếng này của S. Đó là các kinh nghiệm đeo nhanh đơn mà trẻ game đúc kết gửi tới anh em qua những năm tháng ăn hành lâu năm. Đó là các vị tướng mạnh và dễ chơi cùng cách farm vàng khi thọt, cách canh các cánh và nhiều điều các bạn phải chú ý khi đeo nhanh đơn như là không sợ bị tranh đường hay là gặp chẩu các thứ. Và quan trọng nhất đó chính là tư duy. Duy đeo nhanh đơn đừng có đeo hỏi, đừng có yêu cầu team như thế này như thế kia, có cái nịt nhé anh em. Tắt chat và gánh đi. Và nếu anh em thấy kinh nghiệm TNG chia sẻ có ích cho bạn, đừng quên tặng TNG một like. Và nếu bạn chưa đăng ký, đăng ký ủng hộ Trảm Game để lên 2 triệu subscribe nào. Các bạn đã biết TNG chưa? TNG shop.vn xào toàn bộ kho ạc với giá cực sốc, sử ngay tài khoản 2S, 3S chỉ từ 80k. Đồng giá nick có skin hiếm và đá quý. Yên tâm, mua ạc với chế độ bảo hành cực cao, đền bù 100% với tài khoản sai mật khẩu hoặc là gặp sự cố, truy cập ngay TNG shop.vn, sử ngay cho mình một áo VIP giá rẻ ngay nào. Đi đánh đơn, sợ nhất tướng gì? Ad chẳng sợ tướng nào cả. Đó sẽ câu trả lời hơi rối lòng. Anh em biết đó, đi đánh đơn thì kỹ năng cá nhân sẽ lên ngôi. Có một nguyên tắc các bạn nên nhớ, đồng đội càng kém, feed càng nhiều thì cơ hội tỏa sáng và gánh tiền chúng ta càng cao. Như một câu nói mà một idol top top TNG từng nghe, đó chính là than chì rũa ra kim cương. Đủ anh em chứ thôi, áp lực tạo ra kim cương nhé. Đi đánh đơn thì một số vị tướng đã khiến TNG cảm thấy hơi áp lực, dù ở team mình hay bên địch. Đôi khi không phải là vị tướng đó quá hay, mà là sợ ấy, sợ đồng đội pick nó đánh dở quá, gánh luôn team địch. Vậy đó là 7 vị tướng nào khiến TNG hành trình đeo nhanh đơn phải e ngại, cùng tìm hiểu nhé. Và nếu trùng với nỗi lo của anh em thì chúng ta giống nhau rồi đó. Vào việc thôi. Thứ nhất, bạn đi đường muốn gây áp lực cao lên kẻ địch, bạn muốn đảo gang để cùng team bắt lẻ, đó là lúc bạn luyện floor. Nhưng chúng ta thấy rằng floor không phải là vị tướng dễ chơi đâu, nên nhiều bạn gặp ấy vô vàn điều ức chế khi thấy floor trong rank. Floor chắc chắn gánh đội, một là gánh đội nhà, hai là gánh team địch. Và TNG nhận được rất nhiều phản hồi của anh em về vị tướng này. Floor late game chơi làm sao để không trở thành bao cát? Mấu chốt ấy là các bạn phải làm sao để khắc chiêu cuối và múa được. Cái này nếu nói lý thuyết thì nó rất là dài dòng và khó hiểu. Thôi chúng ta hẹn nhau một video clip riêng cho floor nhá. Nhưng ngắn gọn lại ấy, miễn sao bạn ném hoa, nhặt hoa và bay múa được là ok. Nếu các bạn đi đường ấy sẽ có phần dễ dàng hơn vì chúng ta tốc biến mà. Anh em nên nhớ đây là vị tướng kỹ năng, tăng tiến sức mạnh theo kỹ năng chứ không phải là theo đồ đạc đâu. Floor bị ép đầu game, chúng ta di chuyển như nào? Đừng có cố gắng giữ trụ làm gì anh em. Floor phải là vị tướng dọn lính dưới áp lực của nhiều kẻ địch tối ưu đâu. Hãy chủ động bỏ trụ nếu cảm thấy là không thơm và farm bùa cách được trên là vào rừng hoặc là chạy ra mid để farm ké. Đừng có cố quét thủ trụ bằng mọi giá vì đánh đơn ấy không tôn vinh những kẻ hy sinh đâu, chỉ tôn vinh KDA thôi. Floor bị thọt nên lên dam hay lên thủ. Việc các bạn chơi floor muốn cái quần què dẫn đến thọt hoặc là bị kẻ địch hỏi thăm và cắm trại gánh quá nhiều. Thọt là điều rất là dễ thấy ở trong đánh đơn thôi. Thật ra vấn đề ấy không phải là anh em lên đồ gì cho floor khi thọt, mà là kỹ năng của các bạn tới đâu. Vì bản chất của floor là một con tướng thuần kỹ năng, nên ngay cả khi các bạn thọt vàng, anh em lên thủ với thể mua ở tấn đam vì chưa phải chúng ta là sang chuẩn theo máu mà. Và anh em lên đam ấy, nếu địch không có tướng sốc đam thì các bạn vẫn có thể tồn tại lâu trong tranh nếu bạn múa tốt và liên tục rút lại máu ao chiêu của địch. Tuy nhiên thường khi floor bị thọt mà kỹ năng các bạn lại không có hay là team không chủ động gỡ cho floor, hơi khó đấy nhá. Chúng ta nâng mắt chiêu 2 nè, phù hiệu đấu khí hoặc là mục giáp bổ trợ tốc biến hòa chứng trị khi bạn đi rừng nhé. Nhiều bạn phân vân rằng floor đi rừng được không, tiên gì nói thật với anh em nhá, thoải mái đi. Nhưng rank càng cao ấy, người ta sẽ ưu tiên đi sâu đường hơn và nhường vị trí này cho vị tướng sát thủ hòa đấu sĩ bùng nổ hơn. Ngọc có thể dùng xuyên giáp nè, 16% chí mạng hoặc thậm chí là ngọc tanh cho floor. Thứ hai, đi rank thì anh em có một cái nỗi ám ảnh mang tên là Elsu. Cứ khi nào nằm ở bên team địch ấy, rỉa thôi rồi, rạn đâu chúng đó, giống như là xạ thủ duyên số, chỉ vì em. Còn team mình thì rạn ấy, cả tiếng rồi bắn hụt, đã thế không thèm bắn tay. Không phải là tất cả đâu, nhưng đa số là vậy. Đó là lý do vì sao nhiều anh em ghét và muốn cấm là vậy đấy. Ở đấu giải, sao không ai dùng diệt thần cung cho Elsu mà toàn là kiếm Muramasa? Các xạ thủ khác lên thần cung sao Elsu lại không lên nhở? Elsu ở đấu giải nha, có nhiệm vụ chỉ là lấy thế trận ở đầu game. Nếu bạn xem ấy, sẽ thấy rất là nhiều trận đấu không hề có giao tranh nhưng vẫn bị ép nghẹt thở. Vì chỉ cần thằng xạ thủ ở đường, bị ăn 3 viên đạn chiêu 2 là auto thua đường ngay. Và khi Elsu được di chuyển và liên tục ngắm bắn, các vị trí khác càng dễ chơi hơn. Và để có thể bắn nhiều chiêu 2, một cây kiếm Muramasa với 10% hồi chiêu ấy sẽ cực ngon so với một cái diệt thần cung nhé. Và khi cần tổ đánh, họ sẵn sàng bổ sung thêm bằng cái vút hung tàn. Tuy nhiên anh em đi rank ấy, ngắm bắn không quá tốt hay đơn giản là mạng lát thì việc lên thần cung và nhiều tổ đánh cho Elsu vẫn rất ok nhé. Đi đánh đơn mà làm sao án Elsu top được không? Thật ra con gì các bạn cũng có thể cầm đi top được, chỉ là hợp đội hình và hiệu quả không thôi. Elsu nhiều bạn cầm đi rừng cơ mà. Nếu anh em có một kỹ năng bắn chiêu 2 đỉnh thì cầm Elsu top là ổn.
Tuy nhiên việc cầm eo sút top, việc bị băng trụ rất dễ xảy ra, đặc biệt khi bạn bắn chiêu ai toàn xịt lại còn lười dọn lính là xác định toang ngay. Nhưng nói thật nhé, trừ khi bạn đi team và đảo đường với thằng bạn hoặc là đánh thường thì ok, chứ bạn eo sút top và team hai xạ thủ thì hơi bị khó chơi đấy nhá, đặc biệt là thời điểm sau. Chưa kể đi đơn mà bạn pick vậy ấy, gặp ngay thằng đồng đội đang cay với cái chuối thua, bọn nó lại tặng ngay cho combo chính là một team 4 xạ thủ ngay. Cái này TNG gặp nhiều lắm, anh em gặp chưa? Với nhiều người ấy, thì mắc 2 và eo su để có thể lấy sát thương cấu rỉa, nhưng TNG lại thích được chèn nâng mắc 1 để lấy xuyên giáp và tầm nhìn đảm bảo an toàn hơn. Chúng ta sử dụng hiệu thần quang hỏa luyện kim bổ trợ tốc biến nhé. Eo su chỉ nên dùng bảng ngọc 16% tỷ trên mạng hoặc là 100 xuyên giáp nhé. Thứ ba, bạn chơi xạ thủ nhưng lại muốn mạnh ở đầu game, muốn một combo là kẻ địch bay màu, đó là Van. Van đã lên phép ấy, nó còn xanh thì đúng kiểu quá lực. Ừ thì đồng ý là Van phép mạnh, nhưng có nhất thiết phải lên phép khi mà team đã có 2 hoặc thậm chí là 3 pháp sư thuần? Đó là câu hỏi của nhiều anh em, bởi tình trạng team mà có 2 hoặc là 3 phép rất hay gặp nếu team có Van Hill trong đội hình. Nào là trợ thủ Alip Gidu phép chẳng hạn, Van phép, thằng Mid phép, càng đi nhá. Van Hill lên phép và lên công vật lý cùng lúc có được không? Van Hill các bạn có thể lên semi nửa tanh nửa đam đều được, nhưng nếu mà lên nửa phép nửa đam vật lý ấy, thì nó lại không ra gì, tức là anh em sốc không ra sốc mà bắn tay cũng ra bắn tay. Cách lên đồ này ấy, theo TNG là meta này không còn hợp lý, nên trước khi vào trận đấu ấy, hãy cố gắng định hình cái lối chơi và lối đồ sao cho hợp lý ở bản thân. Nhưng gói gọn lại ấy, ở meta hiện tại các bạn cứ lên phép và cầm theo man chú là quá hợp lý. Van Hill đi rừng mà không có trợ thủ đi cùng, di chuyển farm và gank như nào? Đi đánh đơn thì các bạn cứ xác định là không có trợ thủ theo rừng đâu. Vì vốn meta hiện tại, trợ thủ tốt là phải dắt thằng mid đi kiểm soát sông, đi cướp rừng, đi gank, thay vì ôm rừng hoặc là ôm xạ thủ quá nhiều. Còn đi tà thân ư, tự lo đi, lâu lâu có thằng mid và thằng rừng qua chơi thôi. Nên nếu đã xác định chơi xạ thủ đi hai vai trò này mà lại đi đánh đơn thì các bạn đừng có đòi hỏi và phải xác định cho bản thân là phải tự làm tự ăn được. Còn nếu các bạn cảm thấy áp lực, hãy về đường rồng có trợ thủ nhá. Còn trợ thủ ra sao ấy thì đi đánh đơn chỉ ông trời mới biết. Van Hill đi gank ấy có điểm lợi chính là vừa thể làm choáng không chỉ một lần choáng mà có thể nhiều lần khi các bạn roll được phi tiêu vàng kết hợp chiêu hai, đúng không nào, giúp các bạn giữ chân kẻ địch nhồi đam siêu ngon. Đi đường có tốc biến giúp anh em có thể áp sát bất ngờ và sốc đam dễ dàng hơn. Chơi Van Hill các bạn đừng ngại pha tốc biến và sốc đam trước cuối hoặc là núp bụi choáng sau đó là sốc đam trước cuối nhé. Đi đường mà gặp bọn tay dài và nó cấu điểm máu xử lý thế nào đây? Cực kỳ dễ gặp nếu địch là kiểu Joker, Kernat, Elsu hoặc là Pyo. Như bọn này, Van Hill không sợ cận chiến nếu bạn đầy đủ cây máu. Nhưng nếu bị cấu rỉa quá nhiều chưa trang ấy, lại là câu chuyện khác đấy. Khi đó, chúng ta phải nín nhịn chờ đồng đội gank và đánh ngược lại. Hoặc là có thể chủ động di chuyển, chiếm bụi, đợi địch đi qua, choáng và sốc thôi. Hay thậm chí là ở dưới game nhá, chỉ cần trợ thủ cái địch không có mặt, các bạn hoàn toàn có thể tốc biến lên và sốc đam ngay. Chúng ta nâng mắc chưa một nè, phù hiệu sử dụng ma chú nhé, bổ trợ tốc biến. Với anh em nào mà không chơi quá nhiều Van Hill ấy, có thể dùng ngọc 26% tốc đánh hoặc là 88 xuyên giáp phép. Còn không, hãy lắp cái bảng ngọc riêng cho Van Hill như TNG gợi ý cho anh em. Thứ tư, đây là một con bài theo TNG là cực kỳ 50-50. Vì ngại nhất là đi đánh đơn, team không hiểu ý, ai tơ xích lại là team chạy đâu hết, hoặc là team pick không có sát thương để có thể bồi đam. Bản thân TNG từng gặp rất là nhiều ở đánh đơn rồi. Đã vậy, team địch có Aether lại pick toàn mấy con đù, vừa không bị ứng khống chế từ xa để phá chiêng kiểu bọn Illumia thì còn đúng cái nịt luôn. Khả năng khống chế là vô đối, nhưng độ gánh team TNG cảm thấy nó hơi phụ thuộc vào team khá nhiều. Cái địch lắm tướng băng xả ấy, khiến các bạn phân vân khống chế ai đây. Có cách nào chụp chiêu cuối auto chủ được cái địch hay không? Ngoài việc các bạn cài đặt công thức chọn mục tiêu làm máu thứ nhất ấy, thì các bạn nên vút chiêu cuối. Đặc biệt sử dụng cái cách cài đặt mục tiêu ở phần cài đặt là vòng tròn khóa mục tiêu sẽ tối ưu nhất. Thằng nào cần xích, xạ thủ kẻ địch hay là sát thủ kẻ địch, cái này các bạn phải tùy biến theo từng trận đấu nhé, không nên sai khoa. Làm sao chơi Aether mà không bị phá trước cuối? Một cái tưởng chừng đơn giản nhưng để làm được ấy, các bạn cần học kỹ năng đấy. Vì khi các bạn đeo đanh đủ cao, kẻ địch sẽ biết cách khắc chế và tặng cho bạn hàng tái ứng khống chế khi các bạn xích. Anh em có thể dùng thanh tẩy, tuy nhiên với một chất tướng dạng kiểu Aether cầm thanh tẩy ấy, nó quá là phiêu lưu. Chúng ta cần đỡ trèo sự đột biến và tốc biến là tối nhất. Nhưng dù các bạn dùng phương thức gì ấy, sự nhạy cảm và tính mắt vẫn là cái yếu tố quyết định nhé. Nếu cầm Aether đi trợ thủ đầu game chơi như nào? Nếu bạn cầm trợ thủ đầu game ấy, đừng có vội nâng chiêu nào, hãy đợi xem. Nếu mà farm hoài ấy, nâng chiêu hai lợi hơn, đam to hồi chiêu nhanh. Còn nếu kẻ địch chủ động cướp rừng mình hoặc là mình đi cướp rừng kẻ địch, hãy nâng chiêu một để khép góc và làm choáng. Hãy chủ động hit lính cùng rừng nè mid để chúng ta có thể lên sớm cấp độ 4 nhanh nhất có thể. Và khi ở tranh chấp mục tiêu, các bạn để spam chiêu hai thoải mái, nhưng chiêu một ấy phải giữ lại để khép góc. Và khi kẻ địch muốn xuống tranh chấp mục tiêu, khống chế kẻ địch ngay. Chúng ta nâng mắc chiêu hai nè, phù hiệu thì rất đa dạng tùy theo sở thích và độ quen tay của anh em. Có thể là thánh tuấn nè hoặc là chuyển sinh nếu bạn muốn chơi an toàn. Thần quang để cấu rỉa và dồn thương chẳng hạn, còn phép bổ trợ đứng nhà tốc biến rồi. Ngọc nếu bạn đi mít nhé sẽ dùng bảng ngọc là 88 xuyên giáp phép, còn đi trợ thủ có thể dùng đó chè bảng ngọc 10% một chiêu.
Thứ năm, khi bị đẩy đi trợ thủ, đứng vị trí số 4 hoặc 5. Nếu bạn chỉ biết chọn tướng nào ấy, thì nhét nhá, vác người rơi ra mà quẩy. Nhưng bạn cũng bối rối vì vừa xem fanpage trảm game TNG xuất hiện thông tin cập nhật mới. Sắp tới Batman ấy sẽ nối bước những Rodion Tachi ra cho việc là xóa đi cơ chế không bị chọn mục tiêu. Nhưng trên thực tế, điều làm Batman trở nên đáng sợ là những tình huống chớp chớp và xạ thủ địch bay màu. Mà điều này ở bản tới nhá, càng về sau, Batman có đồ ấy càng đáng sợ hơn. Khi nào anh em nên pick Batman để đi rừng thay vì đi trợ thủ? Nói thật nha, TNG thích cầm Batman đi trợ thủ hơn, bởi ta có thể rong đuổi khắp nơi và hù dọa xạ thủ kẻ địch. Tuy nhiên nếu bạn đeo rank, kiểu tầm rank tinh anh đổ xuống, thì cầm Batman đi rừng sẽ dễ gánh hơn, vì vừa thể chủ động gánh và ăn mạng, lại dễ kiểm soát mục tiêu. Nhất là con Kaiser nhá, giúp anh em có thể ép đường dễ dàng hơn. Hoặc là xạ thủ team là bọn quá cần bảo kê như kiểu là Lavi hoặc là Zone, thì chúng ta nên để đồng đội tìm con trợ thủ thuần bảo kê, chứ không là dễ toang lắm. Kẻ địch mà trâu quá nên xử lý như nào? Bọn xạ thủ và pháp sư lên tay thì sao nhở? Khi mà bọn pháp sư quá sợ anh em và lên cầu băng xương, còn xạ thủ bọn nó ấy, lên cả đồ chống sốc. Một là anh em nên kiếm Muramasa để chơi thẳng mặt bọn nó, với điều kiện là anh em phải tích cực farm để vượt về mặt kinh tế. Một khi bạn đã hơn vàng ư, dù nó lên hai đồ thủ cũng nên thất cả thôi. Thứ hai là bạn bỏ qua bọn nó và chỉ tập trung bọn máu mỏng và dế sốc đam. Còn nếu bọn xạ thủ pháp sư mà chụp lên tanh ấy, thì thái thứ tư ở khoản là trả lên kiếm Mura nhá, thật ra xuyên giáp luôn. Anh em nâng mắc chưa một tối ưu đam nè, phù hiệu ma chú bổ trợ thức biến hòa chính trị nếu bạn đi rừng. Về combo tiên diện nói qua rồi, tùy tình huống và cái địch kia nào. Ví dụ địch thiếu vận động nha, các bạn tặng chiêu ai trước rồi đấm thường cùng chiêu một sốc đam và để dành chiêu cuối. Và ngược lại, nếu các bạn cần tiếp cận lẹ và sốc đam, chiêu cuối thẳng cánh và bay thôi. Ngọn ưu tiên công vật lý xuyên giáp nhé, và để thêm một hoặc là hai viên chí mạng. Thứ sáu, bạn thấy Vera càng ngày càng nguy hiểm hơn. Đặc biệt các bạn thấy Vera cực mạnh ở đánh đơn, cầm chủ lực hay tướng mong mỏng mà team nó có Vera ấy, chẳng dám đi gần bụi luôn, đúng chất kiểu là chiếc bụi biến nói của Việt Nam. Và đây là vị tướng mà TNG khá là ghét, vì đôi khi phải để dành một cầu băng xương hoặc là một món đồ chống sốc cho cô nàng này. Địch đứng đông có sợ Vera khó chơi, cái này có thể nói khó là do anh em, mà dễ cũng là do anh em luôn. Tức là chỉ cần các bạn chú ý vuốt chiêu 2 thay vì bấm auto và dồn thêm quả chiếc cuối chắc chắn hơn cho việc dồn đam đơn mục tiêu nhé. Và phần nào đó là đang vuốt chiêu 1 khi kẻ địch tách ra. Nhưng đấy là anh em ở thế chủ động núp bụi thôi nhé, chứ bị bắt và tình huống chấp nhoáng ấy, đôi khi phải bấm auto thay vì vuốt chiêu cắn kèm. Vì đợi các bạn chọn mục tiêu xong ấy, đồng đội hoặc cả team có thể bị quét sạch rồi. Vera gặp kẻ địch tay dài cấu rỉa chơi ra sao đây? Cái này rất là dễ gặp khi bạn đối đầu bọn pháp sư cấu rỉa như kiểu Chrissy là với con kiểu Jue hoặc Lidiana. Anh em có hai phương án để lựa chọn. Thứ nhất là một món thủ có thể là huấn cho nè, giáp cái A hoặc là bọn vật lý là khiến truyền chẳng hạn, để kiểu hạn chế bị cấu rỉa máu quá nhiều. Cái phương án này ấy, hiếm lắm anh em ạ, vì Vera anh em vẫn thích là một nụ hôn gió là sốc đam bay màu kẻ địch ngay. Thứ hai là thay vì lên thủ, các bạn vẫn lên full đam và triển khai cái lối chơi theo kiểu là giấu tầm nhìn bằng cách là núp bụi hoặc đợi kẻ địch sơ hở là combo lấy mạng liền. Núp lúc kẻ địch gank về hoặc đi gank chẳng hạn, cấu bọn nó mất 50% máu ấy thì bọn nó làm sao dám đi gank nữa. Vậy là chúng ta thắng đường rồi đấy. Tướng chơi kiểu sốc đam như Vera có cần lên sách và khi nào lên? Ở trường hợp kẻ địch toàn máu mỏng thì đừng lên nhanh em nhá, ưu tiên sốc đam là chính. Vì chỉ cần giữ combo Vera thôi, bồi thêm quả đam đồng đội ấy, bọn nó chả thể hồi máu kịp đâu, bay màu ngay. Và ngay cả kẻ địch là lữ bố hay là VSID, nếu anh em và team ấy có đủ sức sốc đam thì chẳng cần hồi máu gì cả, sốc cái bay màu hồi cái gì tầm này đúng nào. Nhưng nếu team quá yếu và bọn nó là kiểu đau đeo thanh tẩy hoặc là bọn Tara hay là team không quá nhiều khống chế thì sách truyền là một thứ cực kỳ quan trọng và chúng ta ưu tiên lên từ slot thứ tư nhé. Nhưng đừng lên quá sớm làm gì mất đi cơ hội lăn cầu tuyết của anh em. Chúng ta nâng mắc chiêu một nè, sử dụng phù hiệu ma chú hỏa thần quang bổ trợ tô biến nhé, farm lẹ với chiêu một hôn gió rồi lại hồi lại chiêu và spam thôi, cùng đào gank thần tốc với nội tại như cái đôi giày hơm mệt nhé. Ngọn ưu tiên cơ bản đó chính là 88 xuyên giáp phép thôi. Thứ bảy, bạn mới chơi trợ thủ mà vẫn có thể gánh team được. Bạn mới chơi tướng dễ dàng nhưng vẫn có thể gây khó khăn cho rừng kẻ địch. Và Alum là vị tướng vừa dễ lại vừa khó chịu nhá. Các đồ bột ấy nó thể vào rừng kẻ địch như là rừng của nhà mình vậy. Vậy thì Alum khi nào vào rừng kẻ địch và ép đầu game ra sao? Khi các bạn mục tiêu rừng kẻ địch ấy, cần kẻ địch là những bọn đánh tay cận chiến như là Zuka, Jan, Murat. Chứ gặp rừng kẻ địch kiểu là Elan, Fred, Quy, bọn nó hồi phục nhé, thì Alum rất là dễ bị mất tốc biến xàm. Đặc biệt là kẻ địch kéo ở thằng mít tặc trợ thủ lên ấy, rất là khó để lê lết về được. Cũng như không phải lúc nào các bạn cũng nên sang rừng kẻ địch, đặc biệt là khi rừng team mình quá yếu và kẻ địch để tràn sang cướp bùa, hay cơ bản là mít ấy phải theo sau như kiểu là bọn Rat, bọn Nataria ấy. Bây giờ cướp rừng không dễ dàng đâu, đặc biệt các bạn phải có thằng mít hỗ trợ. Bảo rồi, đồng lòng với thằng mít ấy, chuyện gì cũng có thể nên hết. Tốc biến xích kẻ địch hay ở sau cover xạ thủ.
Đây là cái vấn đề khá nhức nhối cho anh em khi mà tốc biến lên tìm xạ thủ về địch ấy. Chúng ta lại không có đam bồi thêm hoặc là xạ thủ bị bắt thì tin nước kiểu là chân thủ ngáo à, bảo kê tao thôi, lao lên làm cái gì. Hoặc là các bạn cứ rú rú ở sau, không có bất kỳ động thái gì thì bọn chủ lực nó chắc kiểu mày biết chơi không, xích đâu, mù mắt à, chơi trợ thủ mà lại núp sau. Nhưng nếu bạn đi đơn nhiều TNG ấy, cái này quá dễ xử lý luôn. Nên S đưa ra một vài ví dụ cho anh em. Thứ nhất là tốc biến lên và xích địch nếu bọn nó ở một mình và không bảo kê, với điều kiện là team ta phải kịp dồn đam. Như trong trận đấu này, theo Nat ấy, nó ở một mình, TNG tốc biến lên ôm nó luôn. Thứ hai là nên ở sau và spam trước cuối nếu cái địch là bọn kiểu Zuka, Ngộ Kỳ, Quy Đen, Pain. Chứ Arum sợ nhất bị cấu điểm máu, vậy có cách nào khắc phục không? Bản chất Arum ấy là vị tướng cần rất nhiều máu để chúng ta ôm ấy, kẻ địch thấp máu hơn là bọn nó toang trước. Và để hạn chế bị cấu máu ấy, ngoài việc các bạn lên đồ tanh, lên mục giáp ấy, thì những trang bị kiểu là giáp gãy A, phù chú trường sinh sẽ là các phương án cực kỳ tối ưu, đặc biệt là phù chú trường sinh nhá, đúng với tên của nó luôn. Chúng ta nâng mắc chưa một nè, trước khi ra đường các bạn nhớ lấy 3 con sói ở tế đàn để tiết kiệm năng lượng, phù hiệu mục giáp là trói buộc, bổ trợ thông biến nhé. Và Ngọc ấy, chúng ta ưu tiên máu nhá, càng nhiều càng tốt. Anh em có nhận xét gì về những cái tên vừa kể trên? Anh em có những kỷ niệm nào với chúng? Cùng comment chia sẻ nhé. Đó là bài vị tướng TNG đi đánh đơn ấy, hơi bị ám ảnh luôn. Đương nhiên mỗi bờ đanh lại có chút sự khác biệt về độ kinh hái. Nhưng hành trình từ tinh anh lên cao thủ, rồi từ cao thủ lên chiến tướng ấy, chắc chắn các bạn sẽ gặp qua vị tướng này thôi. Đi đánh đơn mà không gặp con nào ấy, hơi hiếm đấy nhá. Bạn bị thoát vàng, bạn cứ biết di chuyển để farm và cái nhất là bị chính đồng đội của mình dọn sạch lính. Đừng chỉ bới hay là toxic phá game, bỏ đi. Cùng xem trải game bày cho anh em cách tối ưu cái lượng vàng đây. Dù bị đồng đội tranh đường hay là kẻ địch đánh cho thọt, vàng vẫn nhất nhì bản đồ nhá, không hề nổ đâu. Các bạn nào mà đi đánh đơn lâu năm ấy chắc chắn biết điều này. Nên nếu thiếu sót cái gì các bạn nhớ bổ sung dưới bình luận cho TNG nhé. Còn anh em nào đang bị đồng đội tranh lính, bị thọt vàng và không biết farm ở đâu thì đây là kinh nghiệm cực có ích cho anh em đeo anh đơn, tính anh lên cao thủ lên chiến tướng. Trải game cảm ơn anh em đã like video này và đăng ký kênh ủng hộ S suốt thời gian qua. Vào việc thôi. Thứ nhất, tối ưu vàng đường tà thần. Bạn đi top mà muốn áp đảo top kẻ địch, đi gank dưới ăn mạng, điều tiên quyết vẫn là vàng để có thể mua trang bị mới có thể ép được. Đi đánh đơn, dù các bạn đi đường tà thần với vị tướng nào ấy, kể cả Richter, Showman, thì việc farm là cực kỳ quan trọng. Chưa kể nếu bạn chơi vị tướng cần tài nguyên kiểu là Floor, Airy, Ngộ Khỉ thì việc farm ở đầu và giữa game lại càng quan trọng hơn. Cách tối ưu lượng vàng. Anh em để farm vàng từ lính thú thủ vệ và tà thần nếu chiến tướng cho anh em thể ăn lẻ được. Đặc biệt là những tân lính thơm ngon ở cái khu vực đường mid, nhớ chờ thằng mid về cùng ăn nhanh em nhá, không là lại bị ăn chửi đó. Hoặc là ăn một mình khi mid đang bận gank ở rồng và anh em cần farm lẹ để cùng team tranh chấp mục tiêu. Anh em đồng dạng để xin thằng rừng và con quái con khi bạn rảnh tay. Còn nếu team bạn ở bên xanh thì để dễ dàng hỏi thăm rừng kẻ địch mà lại không gặp quá nhiều nguy hiểm. Có lợi thế là vào rừng kẻ địch ngay cho chúng ta mau giàu. Bù đắp cái lượng vàng khi bạn bị thọt nè. Việc các bạn đi gank hay là đang đếm số ở trên bảng mà lại không kịp có mặt để thể dọn lính, không sao, đồng đội tài lanh ấy nó dọn lính hộ cho. Anh em có thể bù đắp bằng cách ở trên là thay vì cố gắng ở lại đường và chờ tân lính tiếp theo, hãy chọn một đường khác, lính vẫn còn hoặc là đang đẩy lên để các bạn chạy ra là kịp nhá. Còn nếu bạn đi gank ở đường rồng, không sao, tiếp tục ép ở đường còn lại để lấy trụ. Còn lính ở đường rồng ư, có thằng rừng và thằng mít nó hộ farm rồi mà. Hoặc là ba cánh chẳng còn có lính nào ấy, thôi, xin nhẹ anh rừng con quái nhỏ hoặc là farm chung với nó là không tệ. Đương nhiên là tùy tình huống nhé. Zena khi nào nên băng xả áo tranh, khi nào hóa thân thành sát thủ. Cái này các bạn thể áp dụng cả đi đơn và đi team nhé. Vì chủ yếu là anh em lên đam hay là semi cho Zena. Tức là nếu các bạn lên đam với 3 hoặc là 4 món ấy thì có thể sốc phát ăn mạng kẻ địch luôn. Nhưng nếu lao vào giao tranh sai hoặc là bị câm lặng hay là bị khống chế thì người đếm số chắc chắn là Zena rồi. Nên trừ khi kẻ địch tự đâm đầu vào bụi của bạn thì chúng ta mới chơi trước, còn không cứ kiên nhẫn đi. Còn nếu các bạn lên semi, đặc biệt thêm quả du hiệp dày giáp hoặc là thuấn nhân thạch thì đừng ngại ngần băng xả vào và khép góc. Nhưng cá nhân TNG là người đi đơn và thường lên kha khá đam cho Zena thì lũ bụi đương nhiên rồi, đây vẫn là chân ái. Chúng ta nâng mắc chiêu 1 nhá. Đầu game có thể nâng chiêu 2 trước để farm lính cho nó ổn và sau đó là nâng mắc chiêu 1, phù hiệu ma chú hoặc là du hiệp, phép bổ trợ tốc biến nhé. Ngọc đơn giản thôi anh em, ưu tiên xuyên giáp thôi. Thứ hai, tối ưu vàng đi rừng. Bạn muốn đi rừng vượt trội vàng rừng kẻ địch, ao tiền cả bản đồ. Dù các bạn đi đơn hay đi team thì rừng càng xanh càng dễ chơi và ngược lại, nếu việc đi rừng của anh em không thể gank và không thể gây đam, nhưng nếu thể ăn được các mục tiêu nhà rồng tà thần liên tục có thể tha thứ phần nào. Và về sau nếu bạn có một cái lượng vàng lớn và lên tiếng trong một tình huống giao tranh ở giữa game, cách nuôi vàng này ấy, các bạn xem giải thì rõ nhất ở Sài Gòn Tôm khi họ nuôi bâng cực béo với cái lượng vàng khổng lồ. Đương nhiên đi đơn thì di chuyển phải hay thì mới lắm vàng, không thì chỉ quái nịt thôi. Cách hack vàng khi bạn đi rừng.
luôn dọn sạch các bái quái rừng khi bạn muốn ganh, để chẳng may nếu bạn ganh thất bại ấy, thì không bị kẻ địch cướp rừng cũng như bị lãng phí tài nguyên, tức là farm tới đâu ganh tới đó, trừ một số tình huống khác biệt. Ví dụ 4 phút nha, các bạn ăn được 2 con khỉ, nhưng nếu bỏ lại thì 4 phút các bạn chỉ ăn được 1 con thôi. Đầu game ấy, hãy cố gắng farm 2 cái tên lính ở đường mid nhé, trước khi con rồng nó kịp ra. Thực ra việc farm chung với mid này ấy, thì thằng mid là tâm lý tốt thì ổn, chứ gặp các bọn mid nó dọn nhanh kiểu là Natalia, nó tung 2 chiêu nó sạc lính rồi. Đồng thời đòi hỏi ấy, thằng rừng phải pick tướng farm quái thật là lẹ, không làm sao kịp ra mid. Khi ganh hai cánh, các bạn hãy cố gắng ăn thêm con chim trích thám nè, linh thú thủ vệ. Và đương nhiên, hit ké các đợt lính không bỏ qua được đâu. Và quan trọng, hãy cố gắng ăn đầy đủ các con rồng, con tà thần khi bọn chúng được sinh ra. Đây vẫn là cái meta, team nào ăn được nhiều mục tiêu ấy càng có lợi thế mà. Khi team có lợi thế, cố gắng ăn rồng ở chút thứ 8, team yếu thế hơn thì ăn tà thần nhé. Bị thọt đi rừng nên làm gì đây? Anh em rất là dễ bị thọt nếu chẳng may ganh thất bại hoặc là bị cướp rừng liên tục. Đừng quá cố gắng thủ rừng nếu bạn chỉ có một mình. Đó là một cái kinh nghiệm sống còn nhé. Anh em thì chọn cách ngon hơn, đó chính là tổ chức một cái tình huống kêu gọi và cướp ngược lại kẻ địch. Vì lợi thế của chúng ta đó chính là chúng ta còn trực trị, còn kẻ địch hoàn toàn không. Cái lượng tài nguyên ở đường ấy sẽ là nơi lý tưởng để bạn có thể hướng tới. Nếu rừng chẳng còn gì để farm, ví dụ như là farm chung lính với đường mít nè, farm chung với đường rồng và đường tà thần, đặc biệt là khi bạn tới ganh. Và nên nhớ khi bạn thọt, hạn chế giao tổng khô máu mà nên triển khai bắt lẻ. Thọt khi kẻ địch ăn rồng thì chúng ta ăn tà thần và ngược lại. Thứ ba, tối ưu vàng đường rồng. Bạn muốn đánh xạ thủ mà muốn gánh tim nhưng bắn lại không thấm, không có vàng bắn kiểu gì đây? Đánh xạ thủ mà ván nào cũng nhiều mạng trợ thủ, không kết thúc được mục tiêu, phải xem lại cách để sao đánh xạ thủ cho được nhá. Xạ thủ làm gì để nhiều vàng và không bị thọt đây? Nếu bạn để ý, giờ ngoài xạ thủ thì các vị tướng ở vị trí khác thường không sử dụng luyện kim trừ ID, vì phù hiệu này là phương thức để vị tướng xạ thủ cần nhiều trang bị kiểu là Thorn, John để có thể lết sớm hơn, hay thậm chí là những Joker, Elsu, Bio sử dụng để solo bon trận đấu. Cố gắng không để mất con lính búp vàng ở thời điểm trước thứ tư. Con lính này rất là quan trọng và cái lượng vàng rất lớn. Một lưu ý quan trọng, nhiều khi các bạn chơi xạ thủ mà kiểu là không thể dọn lính nhanh được. Ví dụ như các bạn chơi Elsu bắn chiêu 2, Joker giật chiêu 1, xong là bị kẻ địch đóng băng lính, lúc đấy chỉ khóc thôi. Hãy tập cách ở trên là can đam và lã thi lính một cách hiệu quả. Và nhớ sử dụng uy áp nữa nhá. Đừng bao giờ vội lìa mau lính ở xa nếu các bạn không tập nhìn, nếu không các bạn mất lính lại khóc đấy. Khi mất trụ, anh em cứ chạy ra mid để farm chung và di chuyển 3 thằng trợ thủ, mid và xạ thủ cho an toàn. Còn ở giai đoạn đi đường, nếu chúng ta kiểm soát được tầm nhìn đường sông và thằng trợ thủ nó dắt theo ấy, các bạn đừng ngần ngại ra mid để farm kiếm thêm cái lượng vàng. Gặp trợ thủ chặn lính farm trước, làm gì đây? Điều này xảy ra thường xuyên ở rank đơn. Với kinh nghiệm của S nhá, thì chúng ta sẽ phán đoán theo các tình huống. Thứ nhất, nếu thấy mid kẻ địch, dừng kẻ địch ở xa, các bạn có thể lên cao farm chung thằng trợ thủ luôn. Nhưng hạn chế đánh nhau nếu các bạn không có lợi thế, farm xong chạy luôn. Thứ hai, trường hợp nếu mid hay là rừng kẻ địch chưa lộ diện tầm nhìn thì có thể đứng gần các bụi cỏ tránh lộ tầm nhìn để farm. Thứ ba, nếu căng quá ấy, thì không nhất thiết phải lên cao để farm đâu, thay vì đó hãy di chuyển vào rừng farm ké hoặc là ra mid farm chung các thứ. Nói chung áp dụng kiểu này ấy, là mất luôn 3 con lính rồi, bởi vì thằng trợ thủ quá ngáo. Hạn chế nằm xuống láng xẹt khi bạn lên farm cao nhá. Đi lanh cay nhất ấy là gặp mấy thằng trợ thủ nó cực kỳ ngáo. Nó cứ đứng cao, dọn sạch lính trước mình. Anh em đang bị thọt, anh em mất trụ, không tầm nhìn, làm sao dám lên cao để farm đây? Các bạn chỉ có thể là đợi lính vào gần để chúng ta để từ từ farm. Mà gặp thằng trợ thủ này ấy, thôi kệ anh em ạ, ra mid farm đi để thể tăng tiến lượng vàng, hoặc là farm quái ở rừng. Nếu phải lên Hunter Choi thì lên ở slot mấy? Kẻ địch mà có 2 hoặc là 3 tướng phép ấy, thì các bạn lên Hunter Choi là điều cần thiết. Đặc biệt máu con tu len rừng hay là Chrysimid thì càng cần lên hơn. Anh em nên hoàn thành Hunter Choi ở slot 4 hoặc là 5, tùy theo mức độ áp lực của kẻ địch mang lại. Tất nhiên là các bạn có thể lên sớm một găng giữa đấu ở slot 3 hoặc là đai kháng phép trước khi các bạn hướng tới Hunter Choi. Chứ các bạn đừng có mà đùng một cái lên thẳng đồ kháng phép cấp 3 nhá. Anh em phải đảm bảo là có thánh kiếm, có song đao, có kiếm Phineas trước để có thể bắn trước đã. Chúng ta nâng max chiêu 1 nè, sử dụng phù hiệu tinh linh, bổ trợ tốc biến. Ngọc thì các bạn thể sử dụng 10% mạng cho Slim vì set đồ sau này của Slim cần rất nhiều tổ đánh. Thứ tư, tối ưu vàng đường giữa. Bạn đi mid, bạn muốn xanh để gánh team, nhưng chẳng phải lúc nào các bạn đều có thể được farm thoải mái. Chưa kể team ấy, toàn mấy ông thần ra farm hộ. Và ở meta này, dù ở bất kỳ dạng pháp sư nào, các bạn đều cầm cái lượng tiền lớn. Vì nếu không có tiền, làm gì lên được sách sớm cho mấy con rời. Farm hết lính xong ấy, cứ đòi người ta lên sách, chắc phải tặng cho quả sách phép thôi. Đi mid làm sao cho giàu? Chỉ đi ganh sau khi đã dọn lính mid, và nếu chơi bị tướng đầu game mạnh, ví dụ kiểu Natalia ấy, thì có thể vào rừng kẻ địch cướp bùa hoặc là ăn quái nhỏ sẽ là con mồi thơm ngon cho anh em, để có thể nhanh chóng tăng tiến cái lượng vàng. Đương nhiên nếu bạn dù được thằng trợ thủ ấy càng tuyệt vời hơn.
hoặc là farm xong lên 2, đào ganh, ganh được thì ăn, không thì các bạn quay trở về farm đợt lính 2 cùng thằng rừng. Anh em nhớ cho thằng rừng farm chung để nó gia tăng lượng vàng và farm lẹ hơn, các bạn đồng thời đào ganh dễ dàng hơn, bởi vì chúng ta có mất gì đâu. Chúng ta đi mid, chúng ta nhận 100% kinh nghiệm và vàng cơ mà. Ai cũng biết là thằng mid mà đi ganh rồng ấy là rất hay hưởng ké cái lượng vàng đường rồng. Nếu bị đồng đội farm sạch lính, ta phải làm gì đây? Tình trạng này bậc ranh nào cũng có, nên các bạn đừng có phí thời gian đứng chắc làm gì cả, và chú ý xem đường nào có lính chúng ta di chuyển để farm bù, cũng như là xem thế lính bên mình ấy để đón tân lính tiếp theo sắp đẩy tới. Và nếu lính ba đường chẳng còn ấy thì ta vào rừng hết ký kinh nghiệm của thằng rừng một tẹo, hoặc là tự ăn một con quái nhỏ. Và sau đây là cách xử lý khác biệt khi lính mid bị farm ở các bờ ranh. Ví dụ như ở kim cương tiếng Anh đi, chắc đứng lại để mà chắt chỉ bới thôi. Ở cao thủ ấy thì hổ đốn cái gì cũng có luôn, còn ở ranh chiến tướng trở lên thường áp dụng cách của TNG chính là farm ké thêm và không phàn nàn. Đôi khi chúng ta bận đi ganh ấy thì phải hy sinh đợt lính mid thằng rừng thằng top để chúng ta cùng đồng đội sức ép vào đường rồng hoặc là ép trụ thì cả là ăn mục tiêu. Có một điều anh em chú ý cho về mặt di chuyển, ví dụ Illumia đi đánh đơn ấy là một trong đại diện rất là hay bị đồng đội farm hộ, vì cái độ cơ động không tốt nên trong quá trình di chuyển các bạn thường phải đi vòng sau và sâu trong rừng, nên trong những bước di chuyển các bạn phải tính toán nhá, ganh được thì đi, không thì xem đợt lính nào nhanh đợt lính nào chậm để chúng ta thể di chuyển sau. Điểm mạnh của Illumia chính là kiểm soát chứ không cần phải di chuyển quá nhiều. Dùng chiêu cuối cai mạng và hỗ trợ sao thì hiệu quả. Các bạn đừng có ham chiêu cuối spam quá nhá, hãy chú ý vào đầu thu nhỏ xem là kịp thời các ép hay là kịp thời khống chế hỗ trợ đồng đội. Chúng ta nâng mắc chiêu 1 nè, phù hiệu thần quang, bổ trợ tốc biến, bảng ngọc cơ bản thôi anh em, 88 xuyên giáp phép. Bên cạnh Illumia, chúng ta có thêm một số mít khác giúp anh em thể đẩy nhanh tiến độ farm vàng, như Natalia nè, Zue, Chrissy, dọn lính ổn, hay là Liri, Razzata ưu tiên di chuyển để farm ké nhé. Thứ 5, tối ưu lượng vàng khi bạn đi trợ thủ. Bạn nghĩ trợ thủ cần gì farm nhiều đâu, nhưng theo cá nhân trải nghiệm game ấy, các bạn càng xanh, càng có nhiều vàng, càng dễ gánh. Tuy chỉ là ở vai trò trợ thủ, tuy nhiên nếu bạn cầm các vị tướng có khả năng gánh được ấy, lại cần rất là nhiều vàng. Ví dụ như Alice nè, Vidu khi bạn về late game, hay là Batman nè, Richter, Wonder ở dạng đầu game ấy, thì việc các bạn giàu sớm giúp team dễ chơi hơn rất là nhiều. Đi trợ thủ thì farm sao đúng để không bị team chửi. Về cơ bản nhá, không ai cấm anh em đi farm cả, tuy nhiên khi farm ấy, các bạn phải chờ đồng đội farm cùng. Và cách farm khi bạn đi chung tướng mid, tướng xạ thủ và tướng rừng hoàn toàn khác nhau. Ví dụ các bạn đi giúp rừng đi thì giờ dễ rồi mà, đừng cái bùa của nó là ok. Còn mấy con quái nhỏ ấy, các bạn cứ xả chiêu thoải mái đi, kinh nghiệm, vàng hay là điểm nội tại rừng nó nhận hết mà. Farm với mid thì các bạn ưu tiên trích tầm nhìn ở các bụi trước, rồi cùng thằng mid dọn nhanh lính, sau đó vào rừng hẹn hò hoặc là đi gank thì tùy. Đầu game nếu chỉ farm, các bạn đi cùng thằng xạ thủ sẽ hơi bị ngon vì ở tân lính búp vàng. Còn nếu bạn vừa muốn có thể farm chung lính nè, nên có mạng ấy thì nên đi cùng thằng mid nhé. Dùng chiếc cuối để cover nên búp giáp hay làm choáng người địch đây. Có cho mình kỹ năng tác dụng kép, nếu chỉ là hai bên giao tranh thẳng mặt, các bạn không cần phải quá lưu tâm về hướng sử dụng chiếc cuối. Nhưng nếu xạ thủ bị áp sát thì lại câu chuyện khác nhá. Cái này là tùy thuộc xem cái địch băng vào thể miên khống chế hay là sốc đam quá nhanh hay không. Tức là nếu cái địch máu khả năng miên khống chế thì các bạn nên cho xạ thủ hưởng cái búp giáp. Nhưng thực sự để mà Wonder đánh bảo kê hơi khó, cách combo đơn giản chiếc cuối thôi đúng nào anh em. Hãy sử dụng chiêu 2 chính xác và bấm kèm chiếc cuối là ok ngay. Chúng ta nâng mắc chiêu 1 nè, phù hiệu ma tính là mộc giáp, bổ trợ tốc biến hòa trực trị nếu bạn đi rừng. Ngọc Wonder đơn giản lắm anh em, nếu có đi trợ thủ cầm bằng ngọc nhiều xuyên giáp, còn nếu đi trợ thủ dùng ngọc tanh là ok nhé. Thứ 6, cách kiếm vàng bằng cách đó chính là săn mạng. Bạn muốn xanh nhiều lúc không farm được thì vẫn có cách nhá, nếu như kẻ địch là các vị tướng thích đi lẻ và máu giấy. Ngoài trên 5 vị trí, 5 cách farm, 5 cách thêm vàng thì các bạn có thể dùng cách đó chính là chơi các vị tướng chuyên ăn thịt. Tất nhiên vẫn phải kết hợp cách farm lính và ăn mục tiêu chung rồi, vì kẻ địch mà fit quá thì cái lượng vàng của bạn kiếm được chẳng là bao. Lúc đấy khi vàng hạ gục kẻ địch lại chẳng bằng con lính. Ngược lại nếu bạn ăn được một mạng chấm dứt sẽ giàu lên rất là nhanh. Zil là món tướng có thể giúp anh em có thể ăn mạng dễ dàng, bởi hiện tại Zil ở dưới game nhá, trường combo chuẩn 1-2 đã có thể gây ra hàng đống sát thương rồi, và đặc biệt trừ bọn tank có vị trí khác làm gì ai lên kháng phép sớm đâu. Zil đánh giao tranh thế nào cho chuẩn, liên tục cấu rỉa bằng chiêu 1 và chỉ băng vào với chiêu 2 nếu có hai nội tại trước đó, cũng như là kẻ địch có khả năng giữ chân Zil lại. Cố gắng tầm nhiều sát vào kẻ địch để có thể liên tục nhảy chiêu 2 liên tiếp và tiếp cận chủ lực kẻ địch. Ở cuối game có một lưu ý cho anh em, khi băng vào với chiếc cuối các bạn nên spam cầu băng xương để đảm bảo an toàn cho bản thân. Mùa 23 Zil giờ nên đi mid hay đi rừng đây? Nếu các bạn pick Zil thì nên cầm đi rừng, vì nếu đi mid các bạn vừa có thể dồn bao nhiêu vàng nè, đôi khi buộc phải lên sách nếu địch hồi máu quá gắt. Và đặc biệt Zil đi mid thiếu hiệu ứng khống chế nè, khả năng cấu đỉa không quá ngon. Giai đoạn đi đường mà gặp kiểu Lily hay là Chrissy nó cấu đỉa máu thì chỉ có khóc thôi.
Ngược lại, Jill đi rừng ấy sẽ có combo auto của bùa xanh nè, và để Solomon trận đấu dễ dàng hơn, liên tục gank ăn mạng dễ dàng. Chúng ta nâng mắc chưa một nè, phù hiệu ma chú bổ trợ chừng trị nhé. Ngọc chúng ta ưu tiên là trên là xuyên ra phép cho Jill thôi. Các vị tướng săn mạng khủng khiếp ở meta này ngoài con Jill ấy như là Batman nè, Greenlock, Aoi, Nagrod Butter cũng rất là ghê gớm. Nói chung là bọn sốc đam ở đoạn đầu và giờ game nhá. Thứ bảy, tối ưu lượng vàng bằng cách đó chính là cướp rừng kẻ địch. Bạn cầm những vị tướng khỏe đầu game, cơ động cao, farm nhanh. Chúng ta muốn áp đặt thế trận thì đừng bao giờ để rừng kẻ địch thở. Ngoài việc chỉ farm hòa nhàm chán, các bạn để trực tiếp làm kẻ địch yếu đi bằng cách là liên tục cướp vào rừng kẻ địch. Khi kẻ địch vừa không có stack đi rừng nè, mà lại thiệt hại về mặt kinh tế và bùa lợi. Đặc biệt là sau thứ năm nhá, kẻ địch lính ở đường ấy sẽ bị chia vàng, thì đôi khi đối đầu trực tiếp các bạn sẽ có phần thắng lớn hơn. Vì có sự chênh lệch với lượng vàng nè, cấp độ và đặc biệt là sự tự tin. Nên nhớ khi tranh chấp chừng trị, việc các bạn ở cấp độ cao hơn ấy thì đam chừng trị của anh em sẽ cao hơn đó. Thêm một điểm các bạn phải nhớ nha, cướp ấy đôi khi các bạn chỉ cần ăn được mấy con quái nhỏ kẻ địch là lời rồi, không nhất định là các bạn phải đâm sâu để ăn bùa đâu. Địch chơi nhiều tanh, làm sao chơi Aoi đây? Nếu để ý Aoi ở thế ngang tiền mà gặp những tướng trâu quá kiểu là Omen, Skirt, Zephyr ấy rất là khó chơi. Một là nếu bạn lên đồ thông thường kiểu ở đoạn đầu game là thương long Inert và phù hợp kiếm ấy thì bạn sẽ không thể cao thấm được. Tuy nhiên nếu bạn biến đổi cái lối trang bị cho là chơi kiếm Fenrir, kiếm Mordamasa từ sớm ấy sẽ cào cực kỳ thấm luôn. Aoi late game ấy đánh sao để không như Huy Popper, Huy Lăng Diệt nhé. Không nên là bị tướng vào trước, vì dù đánh đơn hay đi team ấy, Aoi mà vào ngáo kẻ địch sốt đam cái bay màu luôn. Chỉ tiếp cận giao tranh khi chu của trên người. Và nếu các bạn try hard hơn với Aoi ấy, có thể tận dụng chiêu 2 để đủ 2 nhịp dây câu chiêu kẻ địch. Nhưng đừng có múa nếu trước mặt anh em là những Aether hay là Arum đó. Và với đồ rừng, một mẹo nhỏ cho anh em, nếu địch toàn đấu siêu khả năng tay đôi với Aoi như kiểu là Nagrod nè, Ngộ Khỉ chẳng hạn ấy, thì chúng ta lên dìu đi Bathan để an toàn hơn. Còn nếu kẻ địch toàn máu mỏng, các bạn lên kiếm cho giai đoạn đầu rất là đáng sợ. Chúng ta nâng mắc chiêu 1 nè, phù hiệu ma chú nhé, bổ trợ trực trị. Về bảng ngọc các bạn để dùng như tiên di gợi ý, chủ yếu là tỷ chí mạng và sát thương chí mạng. Sẽ có rất nhiều vị tướng có thể áp dụng để đánh chiến thuật này như kiểu Aoi nè, Nagrod, Elan, Vedet, Turen. Như vậy là với hơn 10 phút, chúng ta đã cùng nhau hiểu được thêm về cách đánh, lối di chuyển có vị tướng để farm tối ưu và nhiều vàng hơn ở 5 vị trí. Ad mong rằng với những kinh nghiệm này ấy, sẽ cùng anh em áp dụng thực tế trong đánh nhá. Anh em nào kinh nghiệm farm tốt hơn, hãy comment dưới video nhé. Anh em biết đấy, TNG rất là thích đi đơn, và đi đơn giúp TNG học hỏi được rất là nhiều điều. Đầu tiên là giữ bình tĩnh và quái đầu đạnh, không tốn sức của đồng đội chơi ngáo. Thứ hai, biết cách di chuyển và né gank tối ưu. Bởi đi đơn ấy, tự làm tự ăn, tự check bản đồ và di chuyển mà. Ăn hàng nhiều ấy, tự khôn lên. Thứ ba, giúp trải game một kinh nghiệm để chia sẻ cho anh em video hôm nay. Đó sẽ là top 7 kỹ năng các bạn cần luyện để đeo rank đơn. Có thể áp dụng cho các bạn đeo từ kim cương lên chiến tướng để tối ưu nhé. Nếu thiếu sót gì, các bạn nhớ bổ sung. Trải game cảm ơn anh em đã like video này và ủng hộ S suốt thời gian qua. Vào việc thôi. Thứ nhất, kỹ năng đè đường. Bạn đi đường và muốn chiếm lợi thế trong khoản đi đường như là đè lính trước, đi gánh sớm. Khả năng đi đường cũng là thứ mà các bạn cần phải trau dồi. Có 3 dạng đường khác nhau và mỗi dạng đường ấy sẽ có một đặc tính riêng. Đè đường ra sao cho hiệu quả? Zuka là vị tướng TNG lựa chọn để làm ví dụ cho anh em bởi cái sự phổ biến cũng như khả năng đi kèo tuyệt vời khi bạn đánh đanh. Với Zuka, anh em vừa có thể chơi kiểu dùng kỹ năng để solo ở đường nếu kẻ địch là những vị tướng kiểu là Ngộ Khỉ nè, Pro Airy chẳng hạn. Tức là dùng kèo kỹ năng để áp chế kẻ địch như là kiểu các bạn cầm Ryoma trị Flo ở đầu game vậy. Đôi khi các bạn không cần hạ gục kẻ địch đâu, mà chỉ cần cấu máu kẻ địch khiến bọn nó phải ôm trụ hoặc biến về hồi phục liên tục là lời rồi. Có thể áp dụng cho cả vị trí mid và đường rồng nhé. Cấu kẻ địch thấp máu là đủ, các bạn nhớ vậy nhé. Còn nếu bạn gặp kèo kiểu nhà Omen, Arthur, Skirt ấy, có thể dễ dàng tiến hành chặn lính và di chuyển trước nhờ vào bộ kỹ năng cơ động của bản thân. Tức là gặp kèo khó, các bạn cứ dọn lính sớm và di chuyển gank cùng team. Đó là 3 bước di chuyển cơ bản nhất của 3 vị trí mid, top và rồng, với anh em thì chơi dễ dàng và farm tài nguyên. Zuka sao bây giờ thấy ít dùng thanh kiếm vậy mà toàn là hai xuyên giáp. Co item của Zuka hiện tại sẽ là thương long Inert nè, phức hợp Nang Fenri và lên đao truyền nếu địch có quá nhiều vị tướng hồi phục mạnh, kiếm Mordamasa nếu đối đầu nhiều vị tướng đấu tanker, tất nhiên là cả kháng phép nếu pháp sư kẻ địch quá xanh. Còn nếu kẻ địch toàn máu mỏng, có vẻ bón thương trên phá sớm sẽ cho phép gây sức thương tuyệt vời hơn. Tuy nhiên các bạn vẫn có thể lựa chọn thanh kiếm cho Zuka để sốc đam kẻ địch nhé. Khi nào được cầm Zuka để lẻ, khi nào đi chung, gặp kẻ địch dạng nào thì đẩy, còn dạng nào chúng ta đứng lại giao tranh. Anh em nên để lẻ để gặp kèo thơm khi phải đối đầu, tức là Zuka thể solo thắng được, không gặp quá nhiều nguy hiểm. Hòa team không thể giao tranh thẳng mặt được hay là thiếu tướng mở giao tranh. Còn hãy giao tranh tổng với team nếu đồng đội có thể mở tiền đề cho anh em, hoặc là kẻ địch có mấy con để lẻ quá khó chịu, các bạn đánh không lại. Một số cái tên khác các bạn để tham khảo khi muốn đè đường kẻ địch như là Ryoma, Richter, Liliana, Tulen hoặc là bọn Elsu, Joker, Theonat.
Chazuka, anh em nâng Mark Chi 1, phù hiệu ma tính, bổ trợ tốc biến hóa chứng trị để đi rừng nhé. Ngọc chúng ta ưu tiên 16% tiền trên mạng Chazuka để có những cú bụt đau nhất, hoặc là các bạn không có, hãy sử dụng bảo ngọc xuyên giáp nhé. Thứ hai, kỹ năng thả diều. Bạn muốn trở thành một best xạ thủ ấy, cầm có tướng nào cũng đánh được và cũng có thể gánh team. Đến với các vị tướng xạ thủ, đầu tiên và cái quan trọng nhất chúng ta cần phải học đó chính là cách hit and run trong trận đấu. Hit and run hay là thả diều là sao? Làm sao chơi hiệu quả nhất? Nôm na là thuật ngữ chỉ những vị tướng vừa di chuyển vừa đánh thường hoặc là dùng chiêu mà cũng bị khựng. Các cái tên tiêu biểu có thể kể tới như là Cassini nè, Lavi, Hayate là bọn pháp sư kiểu là Iggy đó. Nhưng hôm nay TNG sẽ lấy Hayate ra làm ví dụ cho anh em để thả diều kẻ địch hiệu quả. Đặc biệt là với Hayate, các bạn phải đảm bảo kẻ địch không khả năng áp sát anh em quá mạnh, có thể là kẻ địch dùng hết chiêu hoặc là quá đủ. Thứ hai, giữ khoảng cách an toàn với kẻ địch. Với Hayate, các bạn thì giữ vị trí bằng cách là dùng chiêu 2 hoặc là chiêu cuối để ao tầm kẻ địch. Đặc biệt với con bài xạ thủ này ấy, sẽ cực kỳ khó chịu cho việc thả diều khi các bạn đã lên được món đồ làm chậm đó chính là diều Hyoga hoặc là áo băng. À quên, còn phải ném chiêu 1 chuẩn xác nữa nhá. Giờ toàn diều Hyoga cho Hayate, sao không phải là áo băng? Cái áo băng ấy nó chỉ có giáp vật lý, trong khi diều Hyoga có cả giáp phép và giáp vật lý, chưa kể cái lượng máu cũng nhiều hơn. Và đặc biệt áo băng chỉ làm chậm đòn đánh đầu tiên và phải chờ chiêu, nhưng diều Hyoga có thể liên tục làm chậm, miễn là các bạn có thể đánh thường hoặc là tung chiêu trúng kẻ địch. Tối ưu sát thương với Hayate có thể là các bạn chỉ biết, nhiều bạn sẽ nghĩ rằng lên sớm 150 chấm tội đánh cho Hayate chứ gì. Ừ đúng là vậy, nhưng còn một cái tip nhỏ các bạn không nên bỏ qua, đó là vận dụng chiêu 2 khi lướt xong ấy để gia tăng thêm cái lượng sát thương, đánh thường hoặc là dùng chiêu 1 chiêu 3, cũng như là chỉ băng vào chiêu cuối khi bạn đã ghim đủ cái nội tại để gây tối đa cái lượng sát thương chuẩn. Chúng ta nâng mắc chiêu 1 nè, sử dụng tinh linh hoặc là du hiệp. Du hiệp cực ngon nhá, nếu các bạn cần thả diều, bổ trợ tốc biến hòa thanh tẩy, ngọc thì 2600 tội đánh là không đổi nhé. Bên cạnh đó khi luyện tập ấy, chúng ta có thêm khả năng trên là phối hợp đồng đội với chiếc cuối. Vì vậy nếu muốn trở thành một xạ thủ tuyệt vời, các bạn nhớ luyện tập Hayate đấy nhá. Thứ ba, kỹ năng check map. Bạn muốn bắt lẻ kẻ địch hay cơ bản là không muốn để kẻ địch bắt bạn? Rõ ràng đây là một kỹ năng cực kỳ quan trọng và hầu hết tất cả các vị tướng, đặc biệt là các vị tướng màu giấy phải biết. Vậy không check bản đồ có được không? Câu trả lời là dù các bạn không check bản đồ ấy vẫn được thôi, nhưng chắc chắn sẽ khó chơi hơn rất là nhiều. Vì làm gì có tầm nhìn để di chuyển đâu, đưa đến việc các bạn rất là dễ bị bắt lẻ. Ví dụ thực tế và dễ gặp nhất cho anh em đó chính là Chrissy. Chắc hẳn anh em đã biết hoặc là chưa biết ấy, thì Chrissy có khả năng check bản đồ rất tuyệt vời. Bất kỳ kỹ năng nào trung tiêu ấy, cô nàng đều được gia tăng tốc độ chạy. Nhưng thực tế nhá, thì Chrissy chỉ cần spam chiêu 1 là đủ để check bản đồ hiệu quả rồi, lại còn an toàn. Vì tầm chiêu vừa xa nè, rộng lại còn hồi chiêu nhanh. Còn chiêu 2 chúng ta phải để dành để khống chế hoặc là tự bảo kê bản thân nhé. Còn chiêu cuối chúng ta phải tầm nhìn thì mới có thể gây đam được. Lối ganh và di chuyển hiệu quả nhất cho Chrissy ở đoạn đầu game. Vì Chrissy có hiệu ứng khống chế nên việc các bạn lựa chọn hướng để ganh ấy là rất thoải mái nhé. Có thể là ganh đường rừng hoặc có thể là ganh đường tà thần ở sớm. Có một tip nhỏ cho anh em nhé. Đường nào đang bị đè thì anh em ganh sẽ có khả năng ăn mạng cao hơn. Nhưng lưu ý, đường đó là đồng đội phải có đam hoặc là có khống chế nhá. Vì khi ở thế đè đường, kẻ địch thường hay đứng cao, và khi đó nếu bị gank ấy, dù nó tốc biến cũng khá khó để chạy. Có nên áp dụng cách chơi Chrissy của Xuân Bách vào trong rank hay không? Nhường tài nguyên cho đồng đội và núp bụi để cover đồng đội. Không nha anh em nhá. Đi rank đơn ấy, ưu tiên farm và gánh dù chơi vị trí và tướng nào trừ trợ thủ. Đặc biệt với một chiếc tướng có thể gây cái lượng sát thương ảo giác, ảo ma Canada kiểu Chrissy ấy, các bạn không chia sẻ kinh nghiệm và chia sẻ vàng với đồng đội. Tức là hit chung cùng thằng rừng thì được, nhưng mà tuyệt đối không bao giờ có chuyện là bỏ qua tài nguyên và ta đi camp như kiểu là Xuân Bách đấu ở giải. Cũng như là đấu giải ấy, đó là sự phối hợp chiến thuật giữa 5 người. Còn đi đánh ấy, anh em mà núp quá lâu, vừa thiệt lính lại bị đồng đội chăm tổng xì vả là farm gì mà yếu cả thằng trợ thủ. Và đừng quên Chrissy khi dùng triệu bùng nổ đầu game ấy, giúp anh em có thể dồn đam khủng khiếp hơn. Nhưng nếu cần thủ lính hoặc kẻ địch băng vào quá mạnh thì mặt nạ Bandit lại ngon hơn nhiều. Chúng ta nâng mắc chiêu 1 nè, phù hiệu thần quang, bổ trợ đứng nhiệt tốc biến rồi, ngọc ưu tiên 88 xuyên giáp phép nhé. Các vị tướng có thể check bản đồ ổn và tối ưu, ví dụ xạ thủ nhá thì có gì nhờ, đó có thể là Joker đúng không ạ, tích cái nội tại nè, hoặc là chiêu 2 của Theonat, pháp sư nhiều lắm nào là Rat nè, và rất là nhiều vị tướng tuyệt vời khác. Thứ tư, kỹ năng combo chuẩn. Bạn muốn bet các vị tướng kỹ năng cao kiểu Floor, Jhan, Zuka, Lidiana hoặc là Rat ấy, combo phân nào ra phân đấy, cái quan trọng ấy là phải combo chuẩn. Không cần phải ảo ma top nhưng phải combo chuẩn để tối ưu cái lượng đam. Mặc dù tất cả những vị tướng kể trên ấy đều giữ cho mình một cái lối combo riêng, có con thì có chiêu là bấm này, nhưng có một số vị tướng phải căng chuẩn combo và căng nội tại chuẩn thì mới để hiệu quả được. Ví dụ như con Jhan nè, việc phải sử dụng nhiều chiêu và đánh thường ấy trong cái khoảng thời gian ngắn sẽ khiến bạn bị quen với tốc độ xử lý nhanh, góp phần cải thiện kỹ năng của bạn rất là nhiều. Để tiện cho anh em hình dung, TNG sẽ lấy Ngộ Kỳ làm ví dụ ở khoảng vì sao phải phối hợp combo hợp lý.
Như ở một video trước, TNG từng giới thiệu cho anh em là có thể combo ngộ khí theo kiểu là 1-2-3 hoặc là 2-3-1. Tất nhiên với một số trường hợp ấy, các bạn thể dùng thẳng trên là 3-2-1. Tuấn Trần từng combo như vậy ở trận đấu TDT với Sài Gòn Tôm nhá, và thắng hủy diệt Sài Gòn Tôm. Ở thời điểm nếu chiêu 1 và chiêu 2 của bạn chưa hồi kịp và các bạn cần tiếp cận kẻ địch nhanh và an toàn. Tại sao ngộ khí là vị tướng kiểu dễ chơi thôi, nhưng nếu các bạn combo sai thì rất là dễ đếm số. Ví dụ kẻ địch tụm lại đông ở xa, thay vì các bạn tàng hình chiêu 1, các bạn lao thẳng vào bằng chiêu 2 tiếp cận ấy, thì chắc chắn là các bạn bay màu ngay. Khi đó ông ta phải tàng hình bằng chiêu 1 trước, tiếp cận gần chủ lực kẻ địch, sau đó mới tung chiêu 2 và tiếp cận lần 2 mới thể dễ dàng sốc chết chủ lực kẻ địch và tẩu thoát nhanh chóng. Còn các bạn mà chơi kiểu combo chính là 2-3-1 vào ấy, toang ngay, tức là tùy tình huống chúng ta sử dụng combo hợp lý nhất. Ngộ khí của rank và giải đấu khác nhau như thế nào? Đấu trường hy vọng đã có những trận đấu ngộ khí được sử dụng nhưng nó lạ lắm. Vậy đó là điều làm khí ở rank và ngộ khí ở giải có sự khác biệt như vậy. Đầu tiên là về cái lối chơi khác với ở rank nhá. Ở rank ấy có phần hơi một chút, đi lẻ, dễ bị khí bắt lại. Ở giải là sự nhịp nhàng và khoảng cách của vị tướng trong khâu di chuyển khiến nó khí rất là khó bắt lẻ. Tiếp theo là ở mặt lên trang bị đi. Thay vì quá cố chấp lên đam như kiểu là ở rank, thì ở đấu giải kể cả là những vị tướng chủ lực cứng đều có thể hướng tới những món đồ tính chất chống chịu. Đặc biệt là khi ở rank rất dễ bị đè vào rừng, chỉ cần kẻ địch pick được cái bể tướng khỏe hơn ở soạn đầu. Chúng ta nâng mắc chiêu 2, phù hiệu ma tính, bổ trợ tốc biến hóa chính trị để đi rừng nhé. Ngọc các bạn để dùng 1600 tỷ trên mạng hoặc là 3600 tỷ trên mạng đều ngon. Ngoài ngộ khí ra thì còn rất nhiều vị tướng cần combo chuẩn xác khác, kiểu như là Rat nè, rồi Lily hay là Floor, Zanzuka. Wow, rất là nhiều vị tướng khác cần các bạn combo chuẩn xác, kể cả là Alan nhá. Vậy thì làm sao để học hỏi được cách combo chuẩn xác nhở? Xem các top 1 các vị tướng đó thôi, hoặc là xem trải game lâu lâu có chơi nhé. Thứ 5, kỹ năng mở giao tranh. Bạn đi rank và muốn tự mình định đoạt trận đấu, phải là ngôi sao gánh team cơ. Và điều quan trọng nhất là sử dụng các vị tướng khả năng mở giao tranh tốt. Mở giao tranh không chỉ là bọn kiểu Manlock, Crab cho bò nó băng càn vào, mà đó thể là một chiến thức khống chế. Và chơi các vị tướng kỹ năng mở tranh ấy giúp anh em không bị lệ thuộc đồng đội. Rodion mở tranh mạnh vì sao? Sử dụng chiêu cuối đáng sợ và khả năng bế nhiều kẻ địch lên cùng một lúc. Và ngay cả việc đổi chiêu cuối lấy đồ giải khống chế của kẻ địch ấy, Rodion vẫn có lợi vì chiến thức của chúng ta hồi rất là nhanh. Bên cạnh đó là khả năng băng vào kết hợp với cầu băng xương của Rodion rất là đáng gờm. Vừa câu kéo ý thức lại có thể đốt liên tục sát thương kẻ địch với chiêu 2 được kích hoạt kèm theo cả mặt nạ Berit. Rodion hiện tại có phải là quá yếu? Khi nào nên pick Rodion đây? Phải nói thật là mùa E3 này Rodion dường như bị lép vế hẳn sau những Lily hay là Chrissy và kể cả là Tulen đi đường mid khi mà không còn có thể out chiêu quá mạnh như trước. Tuy nhiên Rodion vẫn là con bài áp lực, đặc biệt khi đồng đội pick các vị tướng theo kiểu dồn nhiều ứng khống chế, chồng khống chế lên quá căng đúng nào, một đồ giải khống chế là không đủ. Khi đó những tình huống điều cầu của Rodion sẽ cực kỳ áp lực. Có ngộ khí Batman trong đội ấy sẽ khiến kẻ địch phải đau đầu cho việc là lên mắt hay là lên đồ hóa giải ứng khống chế đây. Ngoài ra Rodion ấy sẽ cực ngon nếu chủ được kẻ địch là kiểu đi bộ như kiểu là bọn Theonat, Jon, Iggy, Aether chẳng hạn. Chơi Rodion tại mùa 23 này như thế nào cho hợp lý? Chủ yếu là ở ngoài cấu rỉa với chiêu 1, đặc biệt nếu tiếp được combo 2-1 sẽ cấu rỉa cực ngon, tận dụng chiêu cuối để bắt lẻ, khép góc chủ được kẻ địch nhé. Chủ động lên một vài món đồ phòng thủ như kiểu giáp GA để tự tin băng xả hơn, giảm thiểu việc bị cấu máu nếu phép kẻ địch căng, hạn chế băng xả vào nếu bạn có cầu băng xương, lợi dụng con quái nhỏ cạnh mid để tiếp nội tại chiêu 2, phàm lệ hơn. Đâu là cái điểm mấu chốt để tìm mở tranh hiệu quả? Mở ra tranh nó đến từ nhiều vị trí, nhiều con tướng, nó rất là cơ bản chứ không nhất thiết các bạn phải chọn tướng hoa mỹ combo để mắt đâu. Cái các bạn cần đó chính là khả năng nắm bắt thời cơ tốt và thời điểm hợp lý để kết hợp cùng đồng đội. Ví dụ một pha chiêu cuối Manlock ấy kết hợp cùng chiêu cuối Rodion nó lại quá đỉnh cao, hay là Manlock Crest chẳng hạn. Nâng mắc chiêu 1 nè, ra sử hiệu thánh tuấn để tiện băng xả hoặc là ma chú. Thần quang cần thêm sát thương nhé, bổ trợ tốc biến. Ngọc thì ngoài 88 xuống phép, các bạn thể mang ngọc tím làm máu nếu lo sợ việc bị sốc đam. Ngoài vị tướng Rodion này ra, các bạn hãy kể thêm các vị tướng có thể mở ganh, mở tranh tuyệt vời. Ở tất cả chức tướng nha anh em nhá, kể cả là trợ thủ, tanker, đấu sĩ hay là pháp sư, tất cả các vị tướng đó đều khả năng mở tranh tuyệt vời. Thứ 6, kỹ năng bảo kê. Bạn luôn muốn chiến thắng, nhưng phong cách của bạn là chấp nhận hy sinh vì đồng đội. Đi đánh đơn, đôi khi các bạn sẽ bị bay lên slot 5 và đương nhiên đi trợ thủ nhé bạn ơi. Kỹ năng bảo kê là kỹ năng cực kỳ quan trọng, nhưng nó không chỉ dành cho trợ thủ mà còn dành cho tất cả các vị trí đánh xoay quanh xạ thủ như là pháp sư hoặc là đấu sĩ. Và TNG nghĩ rằng anh em cần phải thuần thục được các vị tướng như kiểu là Thane nè, nó rất là mạnh ở meta này, thì những vị tướng trợ thủ bảo kê khác sẽ không khiến bạn gặp khó khăn quá nhiều. Và kể cả là các vị tướng pháp sư đi trợ thủ hoặc là pháp sư đi mid đều thể bảo kê được. Ví dụ như là Illumia nè, Aether, Vera, quá trời các vị tướng đúng nào.
Tức là Thên là một mẫu tướng bảo kê cho anh em ngoài bọn kiểu Badum, Lumbua, Senia và kể cả là Mina, Arum. Wow. Và đương nhiên rồi, Tiên Di vừa kể cho các bạn các vị tướng pháp sư có thể bảo kê chủ lực nhà mình đấy. Làm sao chơi Thên không bị hớ khi dùng chiêu băng xả vào? Anh em chơi Thên mà gặp kẻ địch có quá nhiều ứng khống chế là rất hay bị hủy chiêu 1 và chiêu 2 nhá. Ví dụ bạn gặp thằng Toro chẳng hạn. Vậy phải làm sao đây? Cách đơn giản nhất là sử dụng chiêu kết hợp với đồ giải khống chế. Nhưng cách này thì hơi cá nhân và phần nào đó là quá phí đồ trợ thủ, tận 90 giây hồi cơ mà. Nên cách tốt nhất là các bạn lựa chọn kẻ địch vừa dùng xong chiêu khống chế nhé, là chúng ta tung ra chiêu luôn. Hoặc các bạn để chủ động và bất ngờ kẹt thêm quả tốc biến, kẻ địch không kịp phản ứng. Đối với những kẻ địch quá cơ động ấy, các bạn từ từ dùng chiêu 2 để dậm choáng trước, sau đó hãy thực hiện cú đẩy để hạn chế kẻ địch lướt ao tầm. Thên dùng đi đường tà thần có đủ sức cánh tim, Skirt, Senia, Omen, Arthur đi top full tank đều được. Vậy tại sao Thên lại không nhở? Như trong trận này đi, Tiên Di đã bị tranh trợ thủ. Vâng, chính là tranh trợ thủ đó anh em ạ. Wow, lâu lâu đi đơn mới được gặp cái vụ đó chính là tranh trợ thủ. Vậy chẳng lẽ AFK mà anh em chơi Thên solo đường ấy, chúng ta chơi kiểu giống kiểu Skirt luôn là như nào? Tung chiêu xong đấm thường vào Tiên Di nhá, gây sát thương phần trăm máu, đấm cực đau luôn anh em ơi, đừng có coi thường Thên. Lưu ý khi chơi nè, dù không sử dụng phù hợp kiếm hay là áo băng, mỗi lần dùng chiêu ấy các bạn phải đánh thường. Đánh thường không chỉ là để gây sát thương lên tướng địch đâu anh em, hay là để dọn lính nhanh hơn đâu, mà là các bạn đấm vào trụ. Mỗi cú đấm thường sau khi tung chiêu của Thên vào trụ ấy siêu đau, giống kiểu bạn đánh Victor tung chiêu một sau đấy đánh thường đây. Vì lượng sát thương đó là phần trăm máu tối đa của Thên, Thên càng nhiều máu đấm càng đau. Chúng ta nâng mắc chiêu 1 nè, phù hiệu mục giáp hòa trói buộc nhé, bổ trợ tốc biến hòa suy nhược. Ngọc thiếu tiên lên máu nha các bạn ơi, giúp cho Thên vừa trâu lại giúp tình huống dùng chiêu đau hơn. Thứ 7, kỹ năng tính sát thương đủ. Bạn muốn một combo kẻ địch bay màu, bạn muốn ra và ra tranh một cách an toàn, tại sao Tiên Di lại để kỹ năng tính sát thương ở sau cùng? Vì hầu hết tất cả vị tướng, đặc biệt nhất là bọn sát thủ hiện tại ấy, đều đòi hỏi người chơi phải tính toán lượng sát thương sao cho hợp lý và chuẩn nhất. Ngoài Butterfly, thiếu vị tướng xuất đan kiểu là Batman nè, rồi Pain, Ngộ Kỳ, Zuka, kể cả là Rat đi, rất là nhiều vị tướng khác đòi hỏi các bạn phải luyện tập. Như thế nào là tính sát thương? Thì đơn giản là các bạn tính toán xem việc các bạn dùng toàn bộ combo dồn vào ấy có đủ khả năng hạ gục kẻ địch hay không. Không chỉ là tính toán cái lượng sát thương mình gây ra, mà còn cả cái lượng sát thương chống chịu được khi bạn băng vào. Và để nắm rõ cái lượng sát thương của mình có thể gây ra hòa tanh được ấy, giúp anh em thể dễ chơi hơn khi không sợ bị nói là ảo game hoặc là ảo top top. Đặc biệt là mấy vị tướng kiểu là băng vào ra tranh mà khó rút ra kiểu Butterfly ấy, càng các bạn phải tính toán hơn, giống kiểu là các bạn tranh chấp chừng trị đó. Cách tốt nhất tính được ấy là bạn phải hiểu rõ chất tướng của bản thân đang chơi và tướng địch các bạn đối đầu, nó kỹ năng ra sao nè, và với cái lối trang bị của bạn hiện có đủ đa hạng hay không nhé. Chơi Butterfly mà không thích được ba nội tại thì có nên vào tranh hay không? Nếu được chủ động ra tranh thì không nên cố đướn vào nhé, vì khi có ba stack nội tại ấy, Butter nó khác hoàn toàn nè, vừa càn quét mạnh nè, lượng sát thương khủng, kèm khả năng đeo bám và chống chịu sát thương tối ưu. Tuy nhiên nếu con mồi đó bạn có thể dồn sát thương nhanh, hoặc đơn giản là anh em có thể nhảy vào và căn đủ đam ấy, thì cứ vào thôi. Khi nào thì nên nhảy trước cuối trước, khi nào nên dùng sau? Ở trường hợp anh em đủ ba stack nội tại ấy, việc dùng để sốc nhanh kẻ địch thì các bạn nên dùng trước cuối sớm trước. Nhưng mà nếu các bạn không đủ stack, hoặc là kẻ địch kiểu là khó sốc dạng kiểu Skirt Omen ấy, nó là quá trâu, hoặc là kẻ địch có sự cơ động dạng kiểu Nagrod Murad, thì các bạn cứ bình tĩnh dùng chiêu 1 chiêu 2 kết hợp đánh thường trước, vừa để cấu điểm máu kẻ địch cũng như chờ đồng đội tiếp ứng. Chúng ta nâng mắc chiêu 2 nhá, để tối ưu tốc độ đánh và tỷ trí mạng, phù hiệu ma chú hoặc là đấu khí, bổ trợ đương nhiên rồi, chừng trị nhé. Ngọc ưu tiên về xuyên giáp và công vật lý nhá, vì chiêu 2 chúng ta tăng khá nhiều tốc đánh và trí mạng rồi. Liên quân là game MOBA và cần rất yếu tố để chiến thắng. Hy vọng rằng với 7 kỹ năng Tiên Di thấy ấy, trong quá trình chơi đánh đơn của mình, Tiên Di cảm thấy đây là những kỹ năng rất là phù hợp và rất là cần cho anh em. Các vị tướng, tức là 7 vị tướng này ấy, chỉ là các vị tướng gợi ý thôi. Nó là đại diện nha anh em nha, đại diện cho 7 kỹ năng này các bạn nên chơi và biết chơi. Đặc biệt là kỹ năng dồn đan nè, kỹ năng trích bản đồ nè, và quan trọng hơn, kỹ năng combo phải chuẩn và biết bảo kê trong đội nhé. Bởi vì khi đi đánh đơn ấy, việc các bạn chẳng may bị đi trận thủ là chuyện bình thường thôi. Các bạn đừng quên áp dụng 7 kỹ năng này vào để đeo rank nhé, đảm bảo anh em có thể đeo rank từ kim cương lên chiến tướng một cách dễ dàng hơn. Nếu video này thiếu sót gì, các bạn đừng quên bình luận và bổ sung cho Tràng Game nhé. Bạn đi đánh đơn mà bản đồ tối thui, bạn sợ bị gank đúng không? Đi gank thì sợ bị kích, gank về thì sợ bị úp sọt, lính lên thì không dám farm, sợ bị băng trụ bởi 3-4 thằng kẻ địch. Vậy làm sao để đi đánh đơn mà không sợ bị gank và có thể né gank được ở các vị trí mid, top và đường sông? Tràm Game dành cả thanh xuân để đi đánh đơn nên luôn thấu hiểu sự ức chế và bức xúc của anh em.
nên video này sẽ giúp cho anh em các phương án và các vị tướng xử lý triệt để nỗi lo sợ bị ganh, bị băng trụ ở đoạn đi đường của các bạn nhé. Anh em nào chơi lâu năm chắc chắn biết bí kíp của bản thân, nên nếu thiếu gì cứ bổ sung hộ TNG nhé. Và bạn nào chưa biết ư, đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình đó. Vào việc thôi. Thứ nhất, né ganh bằng tầm chiêu xa. Bạn muốn một vị tướng né ganh an toàn thì điều tiên đó chính là tầm tay xa, đúng không? Ít ra phải đứng gần trụ cho nó bớt sợ. Lợi thế né ganh nhờ tầm chiêu xa dọn lính với vị tướng sở tầm tay xa ấy, giúp việc dọn lính trở nên an toàn hơn, hay thậm chí là trích bụi với một cái khoảng cách xa mà không cần tiếp cận bụi. Ví dụ như đường miss là những Jue, Chrissy, Rat, Lidiana, xạ thủ thể kể tới như bọn Joker, Elsu chẳng hạn. Điểm chung của vị tướng này là các bạn có thể đứng gần trụ hoặc là né bụi nguy hiểm, sau đó bung ra bộ kỹ năng của mình để thể dọn lính an toàn. Đặc biệt kẻ địch mà toàn các vị tướng cận chiến và không chiến thức khống chế từ xa nhá, sẽ cực kỳ khó để tiếp cận hoặc là chạm vào các vị tướng tầm chiêu xa này. Điểm mạnh giúp Rat có thể né ganh và phản ganh. Sứ cho mình là trả chiêu 2 tầm khá xa, thời gian hồi chiêu siêu nhanh luôn, giúp anh em để thoải mái ở xa đa lính và nhấp nhả nhịp nhàng. Chưa kể với việc đối đầu với Rat, kẻ địch mà dám tới gần trụ, cẩn thận đấy, ăn nguyên combo, Rat lại đạp bạn vào trụ và lên bảng ngay. Còn ở tình huống Rat di chuyển, kẻ địch có ý tưởng núp bụi ư, Rat sẽ cho ngay 1-2 cú đấm trước, cực kỳ dễ dàng để phát hiện ra. Gặp kẻ địch dạng nào thì chúng ta pick Rat sẽ mắc binh nhất. Thực sự đi đánh đơn đấy, các bạn để pick mọi kèo luôn. Nhưng ngon nhất vẫn là kẻ địch ý ứng khống chế và không quá trâu. Đó là tình huống núp bụi, cấu rỉa hay thậm chí là xô thưa bất ngờ. Ví dụ kẻ địch toàn kiểu là bọn Cavani, Theonat, Tulen, Iggy, Dioma chẳng hạn. Bởi Rat mà gặp đội hình kẻ địch toàn những vị tướng trâu dạng kiểu là Thên, Skurt, Arum ấy, nó làm sao dám băng xả vào đây. Hoặc là gặp kiểu bọn Tulen, Iggy, Lorion ở đoạn đầu game ấy, Rat có thể dễ dàng bắt nạt, đó chính là không đá lính nữa mà là đá người luôn. Cực kỳ dễ dàng áp lực với chiêu 2 và nội tại của mình. Còn khi gặp kiểu bọn như là Chrissy, Kali, Jue, anh em thay vì trực diện cấu điểm máu nên núp bụi và combo nhé. Chúng ta nâng mắc chiêu 2 nè, dụng hiệu ma chú hoặc là thần quang, phép bổ trợ tốc biến. Ngọc đương nhiên rồi, vẫn là 88 trên giáp phép nhé. Thứ hai, né ganh nhờ độ cơ động cao. Lợi thế né ganh từ sự cơ động, để máu thể ganh được vào các vị tướng sở hữu độ cơ động cao, nếu không có lợi thế quá lớn ấy, thực sự là quá khó. Để có một tình huống ganh được coi là thành công thì phải lấy được mạng hai cục kẻ địch, hoặc là đuổi kẻ địch về và lấy trụ thành công. Và với mấy vị tướng có độ cơ động cao ở đường như kiểu là Zuka, Showman, Aoi, Pete hoặc là Elador chẳng hạn ấy, bọn này nó chỉ cần tỉnh đòn thôi, khi thấy không thơm hay là mới thoáng thấy bóng của anh em đi ganh đã thể sẵn sàng dùng hết mọi kỹ năng để chạy trước. Hay ngắn gọn lại ấy, là mấy con cơ động để bắt được với chỉ một hoặc là hai thành viên là rất khó, mà cần có sự áp đảo về quân số, hiệu ứng khống chế và đặc biệt là sát thương. Ví dụ như kiểu là Lavi bắn trước cuối để có thể mở TD cho ông đội và ganh chẳng hạn sốc đam ngay. Còn không, bọn này chỉ đơn giản là dùng chiêu và chạy thôi. Điểm mạnh giúp Hete có thể né ganh tốt. Có một điều mà nhiều anh em mới chơi Hete có thể không biết hoặc là không quan tâm, đó là chiêu 2 của anh em ấy, trước đây nó là cái vòng cảnh cáo siêu imba luôn anh em ạ. Kẻ địch dù ở rất xa nhưng vẫn có thể báo hiệu được. Còn bây giờ chẳng còn cái gì luôn anh em ạ. Kẻ địch tới tận gần mới thể phát hiện ra, nên chúng ta vận dụng cách khác, đó chính là sử dụng chiêu 1 để check xem bụi đó có kẻ địch hay không. Và đương nhiên đừng bao giờ tích chiêu, cần ấy sử dụng chiêu cuối và chiêu 2 né luôn và tận dụng cả thanh tẩy. Phép kẻ địch căng quá, nếu bạn muốn lên một đồ kháng phép khủng, ví dụ nhà huấn luyện cho ấy, thì bỏ đồ nào và giữ đồ gì đây? Sẽ có rất nhiều anh em lựa chọn, đó chính là bỏ dìu Hyuga lên huấn luyện choi, hy sinh đi khả năng làm chậm để an toàn hơn, hoặc là thay giáp hồi sinh bằng huấn luyện choi nhá. Giữ lại dìu Hyuga khi tranh nổ ra ấy, các bạn chỉ cần nhanh tay bán một trong hai món đồ này là xong, hoặc là bán đôi giày đi nếu các bạn dùng vũ thông tàn, hoặc là các bạn để tận dụng gươm Udie thay cho một món đồ tốc đánh chỉ là song đao hoặc là vũ thông tàn. Tất nhiên cuối game vẫn phải đổi giày để lên trang bị tốc đánh còn lại như kiểu là song đao, vuốt, hỏa thần cung. À, lưu ý cho anh em nhá, khi farm anh em hạn chế sử dụng chiêu 2 vì vừa tốn nội năng lại khiến cho các bạn dễ bắt hơn. Chúng ta nâng mắc chiêu 1, sử dụng tinh linh hoặc là du hiệp bổ trợ thanh tẩy hỏa tốc biến nhé. Ngọc thì cơ bản và quen thuộc thôi, 26% tốc đánh. Hoặc là nếu các bạn muốn phá cách ấy, có thể dùng bảng 21% tốc đánh và bỏ kiếm Fenrir lên hai món tốc đánh chí mạng. Thứ ba, né ganh bằng tầm nhìn. Bạn không có trợ thủ ngon, ranh đơn mà, phải chịu anh em ạ. Map tối thui thì còn cái phương án khác, đó chính là làm cho bản đồ sáng lên anh em. Không phải là hack mà là dùng Elsu. Theo quan điểm của TNG nhé, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Anh em càng biết sớm kẻ địch sẽ ganh vào mình ấy, thì càng có nhiều phương án để chủ động né ganh, bỏ trụ hoặc đứng lại dọn lính sớm, sẵn sàng đột pha phản công. Lợi thế né ganh khi các bạn có tầm nhìn. Khi có cái lượng tầm nhìn lớn ấy, các bạn thể thoải mái lên cao để farm mà lại không sợ bị kẻ địch bắt lẻ. Và một số vị tướng như kiểu là Elsu, Lindis, Sedica theo dạng là chiêu thức đặt trước
để có thể có một tầm nhìn ở một khu vực nhất định trong một thời gian dài. Hay là những Iggy, Illumia, Max sẽ là kiểu lấy tầm nhìn ở một thời gian ngắn và chớp nhoáng, hay thậm chí là Volcat với chiêu hai ném trúng kẻ địch nhé. Ngoài ra chúng ta có thể dùng mấy vị tướng sử dụng chiêu để chiếc bản đồ an toàn như kiểu là Chrissy nè, Rap, Lorion hay là Slim chẳng hạn. Điểm mạnh của Elsu để né gank, tuy chỉ sở cho mình một chiêu thức để giúp kiểm soát bản đồ, nhưng anh em lại có tới 3 lần sử dụng và có thể đặt ở 3 vị trí khác nhau. Nếu đặt hợp lý nha, khu vực nửa dưới bản đồ ấy sẽ rất là sáng. Cho dù trợ thủ có hơi ngáo và nó không check cho anh em ấy, không sao anh em ạ, chúng ta vẫn có thể kiểm soát được. Chưa kể là với chiêu 2 nhá, Elsu mà cẩn thận ngồi trong trụ bắn lính thì quá là an toàn rồi. Hoặc là các bạn để tiến vào cái trạng thái chỉ là ẩn thân và di chuyển ngay. Khi đó kẻ địch mà lơ là hoặc là không có kỹ năng định hướng ấy thì sẽ không thể gây sát thương lên anh em được. Ở cuối game, thời điểm nào nên bắn thường và thời điểm nào chúng ta phải tận dụng bằng được chiêu 2. Theo lý thuyết thì các bạn cần cấu đỉa máu kẻ địch trước bằng chiêu 2 ở thềm giao tranh. Sau đó các bạn bắn thường thật là nhiều để có thể tối đa sát thương trong thời gian ngắn cho Elsu. Cuối cùng ấy, nếu kẻ địch yếu máu và bỏ chạy thì bồi thêm quả chiêu 2 và dứt điểm kẻ địch từ xa. Tuy nhiên đi rank ấy, sẽ có một số trường hợp các bạn chỉ có thể ngắm bắn từ xa bằng chiêu 2 thôi. Rất là khó để có thể tiếp cận thường xuyên được. Ví dụ kẻ địch là toàn bọn lìa khó chịu nhà Duyên nè, Alice, John, Joker chẳng hạn. Hay là mấy con mà không nên đứng trước mặt bọn nó dạng kiểu là Omen, Arthur, Rossi, Didac. Chú ý nhá, farm lính quái ăn mục tiêu các bạn nên đặt chiêu 1 ra để có thêm cái lượng sát thương. Chúng ta đầu game ấy, nâng chiêu 2 trước để cấu đỉa cho nó phê. Sau đó mắc chiêu 1 để tối ưu xuyên giáp và lấy tầm nhìn, hoặc là mắc 2 nếu địch không quá trâu. Sử dụng thần quang và luyện kim bổ trợ tốc biến nhé. Ngọc các bạn thì dùng xuyên giáp hoặc là có tỷ lệ chí mạng. Theo TNG là các bạn nên dùng bảng có nhiều chí mạng nhiều, vì đến game ấy Elsu chiêu 1 cộng Mura ấy đã có phần trăm xuyên giáp quá là lớn rồi. Thứ tư, dọn lính nhanh để né gank an toàn. Bạn đã lên bảng chỉ vì ham con lính chưa? Lính là nguyên nhân của mọi xung đột trong một trận đấu, từ việc toxic cây cú đến việc là tranh farm cho đến việc là ham ăn lính và bị đưa lên bảng điểm số. Anh em dọn lính đủ nhanh ấy sẽ hạn chế được việc là kẻ địch băng trụ với 3 hoặc 4 thành viên. Nhiều bạn sẽ comment rằng thì đợi lính vào gần trụ rồi chúng ta farm cho an toàn. Trời ơi anh em đi đánh đơn chưa? Anh em mà không ra dọn lính nhanh ấy là đồng đội dọn lính hộ đấy. Thật, lợi thế né gank từ việc dọn lính nhanh nè. Khi bạn dọn lính trước sẽ có lợi thế di chuyển núp bụi để lấy tầm nhìn và phục kích con mồi. Kẻ địch farm sau đúng không nào? Chúng ta lại sơi nó ngay. Các vị tướng nổi tiếng ở cái khoản dọn lính nhanh các bạn có thể lưu tâm như là Jue, Natalia và kể cả là một con Arthur lên phép nhá. Hay là phải áp sát dạng kiểu là bọn Tulen, Omen, Senna, Ryoma chẳng hạn và rất nhiều vị tướng khác đang chờ anh em comment đó. Điểm mạnh giúp Natalia có thể né gank nè. Natalia sửa cho mình chiêu 1 cái lượng sát thương cao lên lính theo kiểu là xuyên thấu nhé. Và sẽ được giảm một chiêu nhiều nếu bạn vụt trúng tướng địch. Và đương nhiên dọn lính không tệ. Ngoài ra các bạn để tận dụng chiêu 1 chiếc bụi khá ổn đó. Chưa kể tới nếu chẳng may bị gank ấy, các bạn mà kịp thời dùng chiêu 2 hoặc là dùng chiêu cuối ấy, sẽ có một lớp giáp ảo và kháng ứng khống chế rất là ngon. Sau đó các bạn để tốc biến đi hoặc là trả đam lại bằng chiêu 2 chiêu 1 đơn giản đúng không nào. Anh em chú ý nhá, nên đợi lính tụ lại chúng ta mới thể dọn nhanh lẹ được, hoặc là ném chiêu 2 về con lính cuối cùng, có thể là con xe, sau đó mới dùng chiêu 1 để dọn lính. Natalia đầu game nên đi gank hay cánh hay là cướp rừng đây? Cái này là tùy thuộc nhiều yếu tố lắm anh em ạ. Tức là nếu bạn lựa chọn cướp rừng, một là đụng độ rừng kẻ địch. Cái này ấy, là Nata khá là thích, bởi vì Natalia có thể lìa đam cực kỳ nhiều lên tướng địch và khiến kẻ địch khó thở. Đương nhiên rồi, kẻ địch mà không có đồng đội trợ giúp là chắc chắn toang ngay. Còn nếu anh em đi gank hai cánh, cần đồng đội phần nào khả năng giữ chân kẻ địch lại, tức là cánh nào mà có khả năng khống chế tốt ấy, thì bạn sẽ phải ưu tiên gank cánh đó. Hoặc là hai cánh diễn đủ tốt để dụ kẻ địch lên cao, Nata gank là chúng không thể chạy thoát được. Chúng ta nâng mắc chiêu 1 nè, sử dụng thần quang hỏa thánh tuấn nhé, bổ trợ tốc biến. Ngọc quen thuộc cho pháp sư đó chính là 88 snap phép thôi. Thứ năm, cần phải tỉnh táo để không bị gank khi các bạn chơi với vị tướng kém cơ động. Bạn cầm những vị tướng quá kém cơ động và liên tục bị bắt lẻ, kiểu đi đâu ấy nó không biết để gank mình thì phải làm sao đây? Các vị tướng kém cơ động thì phải có bí kíp để né gank nhá. Tướng thiếu cơ động như kiểu bọn Lavi, John, Theonat, Cavani luôn là cái mục tiêu bị nhắm tới, bởi các vị tướng này nhá phải yêu cầu khả năng giữ vị trí cũng như phải đọc bản đồ và di chuyển của kẻ địch. Nếu anh em coi giải ấy, sẽ thấy những người chơi xạ thủ cẩn thận khi thấy kẻ địch biến mất khỏi bản đồ ấy mà team lại đang tập trung ở cái hướng ngược lại. Họ thường có xu hướng trên là núp rất là sâu, có thể là bụi cỏ giữa hai trụ hay thậm chí là vào trong trụ hai để núp luôn. Chỉ di chuyển khi đồng đội đã check tất cả các bụi nguy hiểm hoặc là kẻ địch đã lộ tầm nhìn trên bản đồ. Không bao giờ là vị tướng đi đầu hay thậm chí là đi cuối, mà nên là ở giữa đồng đội nhé. Bởi đây là hai vị trí mà kẻ địch có khả năng bắt vào anh em và đồng đội không được kịp bảo kê được. Không nên bắn lướn hoặc là quá tham giao tranh, các bạn có thể biến mình từ thợ săn thành con mồi đó. Với Lavi thì nên làm những gì để né gank thông minh đây?
tuy là xạ thủ kém cơ động nhưng Lavi lại có phần nào đó rất là khó bắt nếu bạn chơi thực sự yếm. Bởi nếu sử dụng tốt chiêu 2 kèm quả tốc biến ấy, kẻ địch không có Arum hay là bọn Arthur thì rất là khó giữ chân anh em lại. Không chỉ Lavi mà tốc biến ấy còn là bổ trợ cực kỳ quan trọng cho tất cả các tướng khác nhau nếu bạn muốn ao chiêu kẻ địch và thoát gank nhanh chóng. Chưa hết nhá, nếu các bạn cảm giác con đường phía trước nguy hiểm quá, các bạn thể tận dụng chiêu cuối để trước bản đồ. Sử dụng chiêu 2 sao cho hợp lý nhất đây là chiêu thức tận 3 tác dụng cơ anh em, nên các bạn phải tận dụng tối đa nó. Đơn giản nhất là chỉ là khả năng bứt tốc phù hợp các tình huống các bạn truy đuổi hoặc là tẩu thoát. Tiếp theo là tạo giáp ảo, tuy không phải là nhiều nhưng có thể đỡ một đạn của Esu hay một chiêu 1 của Joker là dư thừa. Và quan trọng nhất đó chính là miến hiệu ứng khống chế, điều mà rất nhiều xạ thủ ao ước. Qua đó chúng ta nên tận dụng chiêu 2 này để ao hiệu ứng khống chế kẻ địch dồn vào và có thể bắn ngược và trả lại đam. Đặc biệt thời điểm các bạn cung tà ma nhá, thay vì dùng để bứt tốc hay là đỡ một cái lượng sát thương, chúng ta sẽ ao chiêu kẻ địch ngay. Anh em nâng mắc chiêu 1 nè, sử dụng phù hiệu tinh linh bổ trợ tốc biến nhé. Về bảng ngọc thì cực kỳ đa dạng luôn, nếu bạn đang phân vân có thể tận dụng bảng ngọc tiên di gợi ý nhé. Thứ 6, có trợ thủ để làm gì? Check bản đồ đi bạn ơi. Bạn đi đánh nếu gặp một trợ thủ chân chính hay bản thân các bạn chơi trợ thủ mà biết cách đứng bản đồ lấy tầm nhìn thì team cực kỳ dễ chơi luôn, dễ win cực kỳ nhá. Lợi thế né gank nhờ trợ thủ check và đứng cao. Trợ thủ check cao sẽ dễ chơi nếu team có những vị tướng để tự lo được, kiểu như là Elsu, Joker, Lily, Rat hoặc là Heate. Bọn nó thể chơi một mình tốt, thậm chí là ăn kèo hay là cân hai ở đường thoải mái. Duy nhất chỉ sợ là bọn nào nó lên cao quá, cố đè mà bị gank ấy thì không có gì để nói rồi. Ngoài ra khi trợ thủ đi đầu để check ký bụi cỏ nguy hiểm, anh em chơi chủ lực ấy quá thoải mái luôn. Đặc biệt tình huống ăn mục tiêu, trợ thủ là người đi dò bụi cũng như là giữ sai chặn kẻ địch thay vì lao lên để phục đam. Lumbo vì sao thể đứng cao lấy tầm nhìn cho vị trí khác, là một trợ thủ thuần nên Lumbo rất là trâu từ cả bản thân hắn ta cho được các món đồ được hắn ta lên. Kèm theo đó là độ cơ động cả tá nhưng không chế có thể trợ giúp hắn ta thì dễ dàng chạy thoát nếu chẳng may kẻ địch quá đông, và tất nhiên hoàn toàn thể mở áo tranh nếu cảm thấy thơm. Tức là khác với những Alice ghi đu lên phép mà đứng cao xong ấy bị kẻ địch dồn đao bốc hơi ngay, hay là như Grak và Senia dù trâu rất khó chạy còn này chạy nhanh lắm anh em ạ. Thấy nhiều khi ở giải lên cả chiếc băng và mặt nạ Berit cho Lumbo, vậy có áp dụng vào rank đơn được không? Nói thật với anh em là cá nhân TNG chơi Lumbo ấy khá thích sử dụng đồ trèo món trang bị trợ băng, đặc biệt là khi kẻ địch toàn là bọn đi bộ và khi kết hợp với chiếc cuối ấy, thì kẻ địch đúng kiểu là lê lết luôn. Tuy nhiên anh em chỉ nên lên mặt nạ Berit hoặc là trợ băng nếu cảm thấy đã đủ chống chịu cũng như là team của mình ấy có thế đè kẻ địch nhé. Bởi Lumbo thường là vị tướng phải đi đầu để chiếc bụi cũng như là phải chịu đam chính trong giao tranh. Chú ý nhá, chiêu 2 của Lumbo tác dụng có trèo giảm vết thương và có thể dùng lên cả tà thần và rồng. Chúng ta nâng mắc chiêu 1 để spam cho phê anh em ạ. Chiêu này ấy, bảo kê hết ý luôn. Sử dụng ma tính hoặc là mộc giáp bổ trợ tốc biến nhé. Ngọc phun máu mà chơi thôi anh em. Thứ 7, lựa chọn các vị tướng không bị chặn mục tiêu. Bạn lại gánh hộ tôi. Bạn đi đường tà thần mà bị ép sấp mặt ăn rồi phải thủ trụ. Cái này là còn chưa nói tới việc các bạn đi gánh nhá. Nếu bạn cầm các vị tướng có những chiêu thức né gánh thì điều này lại không khó. Chấp 2, chấp 3 bọn nó luôn. Ép trụ sao nổi, dọn lính nhanh cơ mà. Lợi thế né gank nhờ bộ ý thức đặc biệt với các vị tướng có bộ kỹ năng giúp không bị chặn mục tiêu như kiểu là Murat, Alan chiếc cuối hay là Jean chiếc 2, kể cả là Liliana ở chiếc cuối nha, khi bạn đi đường ấy sẽ là một cái lợi thế vô cùng to lớn và kẻ địch làm gì có thể dễ dàng giữ chân hay là dồn đam bạn được đâu. Tuy nhiên các bạn phải có sự chủ động nhá, vì đa số cái chiêu thức này ấy không thể spam trừ chiếc cuối của con Alan, tức là các bạn bấm spam để trước ấy, mà các bạn phải dùng đúng thời điểm kẻ địch lao vào. Ví dụ các bạn đối đầu những tướng kiểu là Omen, Zuka, Quidi, bọn này khi có người gank ấy, nó sẽ dùng combo tốc biến chiếc cuối để bắt bạn lại. Như thế khó né lắm. Nhưng anh em có thể ao nhây chỉ một cái tình huống đơn giản, đó chính là tung chiêu thức. Tuy nhiên để làm được điều này ấy, các bạn phải có sự cảm nhận tốt cũng như là phải đọc vị kẻ địch. Mà nếu kẻ địch đang bị đè hoặc là ngang tiền mà lại có tình huống đứng cao, chắc chắn có mùi gì rồi. Điểm mạnh của Murat né gank khi thủ trụ. Với Murat nha thì không chỉ ở chiêu thức 2 hay là chiêu 3 đâu không bị chặn mục tiêu, mà Murat còn đặc biệt khó chịu ở tình huống sử dụng chiêu 1 chiếc bản đồ. Có một mẹo nhỏ cho anh em né gank với Murat khi farm lính. Khi bạn lướt lên để farm ấy mà đoán biết trong bụi có người thì đánh thường 1-2 cái và dùng chiêu 2 luôn. Sau đó đánh 1 cái là các bạn có thể ảo ảnh chảo ngay. Vì thời điểm một cái tướng đánh thường là lúc dễ bắt vào nhất, nên anh em có thể dùng nhanh chiêu 2 có thể ao chiêu của địch, tức là chúng ta thả thính nó đó. Murat gặp team địch quá cứng, câu máu không được, chúng ta nên xử lý ra sao đây? Trường hợp này thường các bạn sẽ gặp phải khi kẻ địch pick nhiều vị tướng châu để đối đầu Murat, kiểu là thứ nhất là khả năng hồi phục và khả năng khống chế đáng gờm. Cách phổ thông nhất đó chính là các bạn lên 3 món đồ xuyên giáp và liên tục tung ra ảo ảnh chảm. Vì dù châu đến mấy, bị cấu để quá nhiều hoặc là ăn quá nhiều đam ấy, máu xuống thấp
thì Vinh Anh Fendi kể đến cảm thấy thốn ngay. Hoặc là anh em có thể lựa chọn cách là bỏ qua chúng và nhắm tới vị tướng xạ thủ pháp sư ở sau thơm hơn. Hay đơn giản hơn đó là các bạn cầm Murat để lẻ. Bởi hiện tại dù có thể Sloukiu thắng dễ dàng các vị tướng để lẻ khác, nhưng không sao anh em ạ, Murat thể bù đắp bằng chỉ là khả năng dọn đánh nhanh, để bóng từ xa và các lính an toàn của bản thân. Anh em nâng mắc chưa một, sử dụng phí hiệu ma chú bổ trợ tốc biến nhé, hoặc là trừng trị các bạn đi rừng ngọc là chúng ta phải ưu tiên xuyên giáp rồi. Vậy là Tiên Diệt cùng anh em phần nào tìm hiểu được cách né ganh mà các bạn thường xuyên gặp ở trong đây. Bài vị tướng này chỉ đại diện thôi anh em ạ, quan trọng là bài mẹo này giúp các bạn thể né ganh tối ưu, đặc biệt các bạn đi đánh đơn nhé. Bạn đã có chuối thua, bạn vào game mà đầu game cứ bị thọt, chưa gì đồng đội đã chửi nhau đòi đầu hàng. Trảm game gặp rất là nhiều và tình trạng này trong rank không hề hiếm. Và nếu bạn xem video này, Trảm game sẽ chỉ cho anh em cách luyện kỹ năng để lật kèo cả trận đấu dù bạn đi đơn nhé. Dễ dàng áp dụng trong rank để tránh trận đấu thua đáng tiếc. Anh em nào chơi game lâu năm chắc chắn biết, nên nếu thiếu nội dung gì các bạn cứ bổ sung dưới bình luận nhé. Bởi rất là nhiều anh em chưa thấm nhuần được cái tư tưởng nổ ba đường vẫn có thể lật kèo win được. Anh em nào đang đeo tiếng Anh lên cao thủ hoặc là cao thủ lên chiến tướng chớ bỏ qua và luôn giữ vững tinh thần, đừng bao giờ từ bỏ khi nhà chưa nổ. Và việc thôi. Thứ nhất, luyện kỹ năng đầy lẻ. Bạn đang sợ thấy khó, team không thể ép vào tranh hay ép trụ ở trong cái thế trận không có cửa bật. Khi nào chúng ta nên đẩy, làm sao để đẩy lẻ hiệu quả? Khi đó việc đẩy lẻ sẽ cần để kéo giãn đội hình kẻ địch ra và tạo nhiều khoảng trống hơn để bạn để triển khai thế trận thủ. Và khi đẩy lẻ, các bạn không nhất thiết phải lấy được trụ kẻ địch đâu. Các bạn chỉ cần đơn giản là đẩy thế lính lên thật cao. Cách đẩy hiệu quả thì nói lý thuyết ấy, các bạn cần đó chính là đọc bản đồ thu nhỏ để biết xem liệu kẻ địch đang núp ở vị trí nào. Vì nếu các bạn không chú ý khi bị đẩy mà bị bắt nhá, team sẽ lại càng khó chơi hơn. Chỉ vậy, những vị tướng theo kiểu cơ động, dọn lính nhanh như kiểu Nakroth nè, Heyate, Keda, Sinit hoặc là siêu châu khó bắt, nhưng có thể đảm bảo khâu dọn lính như là kiểu Skirt, Omen, Senir sẽ được tin dùng hơn. Đây lẻ rank đơn sao cho đúng. Khi đi rank đơn có một cái rất ức chế chính là các bạn khi muốn đẩy cao lính rồi mới ra tranh được không? Nhưng mà team lại quá non, thay vì vừa đánh vừa lui, thấy kẻ địch là lại lao vào đánh nhau, chẳng quan tâm gì tới xung quanh. Vì đây là cái vấn đề mà các bạn rất là khó điều khiển được, đặc biệt ở rank đơn. Hên hên các bạn ping ấy, một số người sẽ nghe, còn đại đa số ấy sẽ việc ai nấy làm thôi. Chính vì vậy khi đẩy lẻ, các bạn chỉ nên đẩy ở gần với team. Ví dụ team đang tụ ở mid ấy, các bạn thể đẩy hai cánh. Team ở dưới tà thần hoặc là rồng, các bạn chỉ nên đẩy ở cái đường mid thay vì ở đường đối diện. Thêm một lý do cực quan trọng, các bạn phải xem là đồng đội chúng ta có khả năng thủ trụ và dọn lính nhanh hay không. Chứ team mà đang yếu lại khả năng thủ trụ kém, các bạn đề lẻ tức là team ta đang thọt người đó. Vậy nên cần có những đồng đội có khả năng thủ trụ khỏe, ví như là Dirac, Kali hay là Chrissy chẳng hạn. Các yếu tố cần để biến Kera để con quái vật khi đề lẻ. Lương tiền đảm bảo từ ngang cho tới hơn so với kèo các bạn gặp trong quá trình đề lẻ. Thường là rừng của kẻ địch chỉ đầy khi ở chiêu cuối ở trên người, và nếu kẻ địch đóng choi hay là thậm chí hai kháng phép ấy, các bạn dọn lính xong chiêu cuối chạy được, chứ đừng bao giờ cố hạ gục kẻ địch. Hãy giấu tầm nhìn nếu kẻ địch chưa lộ tầm nhìn ở các vị trí khác. Khi dùng chiêu cuối, các bạn thì đi vòng sau né kẻ địch để các lính nếu kẻ địch chủ động dắt lính nhé. Chúng ta nâng mắc chiêu một nè, phù hiệu ma chú bổ trợ trực trị. Ngọc đặc trùng là 10% tỷ chí mạng cho Keda nha anh em, còn nếu không có ấy, dùng 88 xuyên giáp tạm cũng được. Thứ hai, luyện kỹ năng bắt lẻ. Khi trong thế thua, bạn muốn lật kèo nhưng chưa có phương án triển khai, team không có định hướng để lẻ thì phải làm sao đây? Lúc này các bạn cần phải đi chung hoặc là tổ đội 2 hoặc là 3 người đi bắt lẻ, vì đây là cái phương án tạo đột biến và vô cùng quan trọng, giúp team một cơ hội lật kèo nhờ thế hơn người. Và càng về sau, việc bắt lẻ càng trở nên nguy hiểm hơn. Khi có lợi thế hơn người, các bạn hoàn toàn có thể ôn thẳng mid và thắng trận. Anh em có thể đi theo cặp để bắt người, ví dụ như là Omen nè, Aether, Arum hoặc là bọn Badum, Loxi chẳng hạn. Hoặc cũng có thể những thợ săn như kiểu là Zuka, Gnarly, Tulen chẳng hạn. Điều cần lưu ý khi bạn muốn bắt lẻ: sát thương, hiệu ứng khống chế là những yếu tố cực kỳ quan trọng để phục vụ cho việc là các bạn có bắt lẻ kẻ địch thành công hay không. Bởi nếu không thể nhanh chóng đưa kẻ địch lên bảng điểm số ấy, thì việc các bạn bị kẻ địch bọc đầu là rất dễ xảy ra. Hay tệ hơn là các bạn bị mất quá nhiều thời gian, kẻ địch có thể câu kéo và ăn cái mục tiêu lớn. Và trước khi ganh vào ai đó, hãy check xem kẻ địch đồ đạc ra sao, tanh hay là phép như nào, có cầu băng xương hay là giáp hồi sinh gì không. Sự đáng sợ của Zuka trong việc bắt lẻ có tính bất ngờ và bộ ý thức cực kỳ cơ động. Kẹt thêm tốc biến thì dù kẻ địch ở xa, các bạn có thể vươn tới kẻ địch. Chưa kể là tốc độ xúc đàm Zuka ở giữa cuối game ấy là cực kỳ đáng sợ. Và không chỉ là bắt lẻ đâu, Zuka có thể bắt cùng lúc 2 hoặc là 3 thành viên kẻ địch. Đặc biệt là nếu chúng có những vị tướng khống chế đáng gờm như kiểu là Arum, Aether hay là bọn spam chiêu thức như kiểu là Veda, Idumir, các bạn càng dễ chơi hơn. Đặc biệt là khi hết tài nguyên để farm, các bạn cứ chăm núp bụi cho tiên gì nhé, vừa lấy tầm nhìn lại dễ bắt kẻ địch đi lạc. Chúng ta nâng mắc chiêu 1 nè, phù hiệu ma tính bổ trợ tốc biến và trừng trị đi rừng.
bảng ngọc là 16% thì chí mạng nhé anh em, hoặc là các bạn thể tận dụng bảng ngọc xuyên giáp. Thứ ba, cần có tướng lết ở trong đội. Bạn đang bị ép vất vả, nhưng khi team có những vị tướng lết, ví dụ như bọn Laurel, John, Ngô Khỉ, Ari là bọn Gian, Alice chẳng hạn, thì các bạn sẽ làm gì? Đầu hàng hay là cố gắng lật kèo đây? Vì sao có những vị tướng lết về cuối game sẽ có khả năng win dễ dàng hơn? Lết với các bạn trên liên quân ấy, hiểu nôm na là con tướng đạt đến một cấp độ ở đó và một cái lượng đồ nhất định. Ví dụ Gian là cấp độ 12 và đủ 40% một chiêu và có món đồ gây sát thương. Hay là một con Thon kiểu Nang Fendi cũng được coi là lết và yêu cầu cao hơn như là một HET đủ 150% tốc độ đánh, các món đồ làm chậm và cả thanh kiếm. Khi đó vị tướng này mới thực sự lột xác về mặt gây sát thương cũng như là sự khó chịu từ chiếc tướng mang lại. Tại sao team cần 1 đến 2 tướng lết? Team cần 1 đến 2 tướng lết sẽ đảm bảo một thế trận có ưu thế ở đoạn cuối game. Cần 2 hoặc đôi lúc leader ấy có cả 3 tướng lết không sao nhá, vì không phải con lết nào ấy cũng không chơi được cho tranh đâu, hoặc là đến mức không lết nổi vì khóa thọt. Thời điểm nào có thể coi là Ngộ Khỉ đang lết đây? Khỉ lết là các bạn hiểu cái độ bá rồi, cái này chắc chắn các bạn gặp nhiều ở trong rank. Khỉ phun đồ đúng kiểu là 2 hoặc là 3 gậy đưa những vị tướng máu mỏng lên bảng điểm số ngay. Dù các bạn đi chung với nhau nhá, đứng gần nhau quá có khi vài vụt lại cả 3 lên bảng điểm số luôn. Nếu hai bên ngang tiền thì Ngộ Khỉ chỉ cần tối ưu sớm tỉ chiếm mạng là có thể xuống núi và đập kẻ địch rồi. Có thể dùng mẹo là lên phun gang sớm hoặc là nhanh chóng hoàn thành thanh kiếm và song đao. Tuy nhiên kẻ địch mà nhiều đấu sĩ hay là xạ thủ kẻ địch lên món tanh ấy thì các bạn cần một món đồ xuyên giáp và thậm chí là cả nhanh xe đi nhá. Cách để Ngộ Khỉ có thể xanh nhanh hơn, sớm lết đầu game ấy, thay vì ngủ trước rừng hay là ôm trụ ở đường tà thần, các bạn hãy gank cho trảm game. Thứ nhất là hit kẻ lính nè, thứ hai là hên chúng ta có mạng nó lại tuyệt vời. Giai đoạn chưa nhiều trang bị, các bạn chỉ nên là tướng vét các đối tượng yếu máu thay vì các bạn chủ động gõ đầu kẻ địch. Tất nhiên nếu bạn chơi Ngộ Khỉ hên ấy, dù mới có vài cái găng tay thôi nổ chí mạng đôm đốp, đầu game đã hơn ca, thằng nào chịu nổi. Đừng quá cố chấp thủ trụ hay là lao vào các mục tiêu làm gì cả, vì các bạn mà nằm xuống ấy, kẻ địch vừa vàng nè, vừa có thời gian để farm hơn anh em. Còn khi bạn hồi sinh lại còn cái gì để farm đâu. Chúng ta nâng mắc chiêu 2 nè, sử dụng phí hiệu ma tính bổ trợ tốc biến hỏa chính trị nhé. Chắc chắn các bạn nào hay coi trảm game đều biết rồi, Ngộ Khỉ chúng ta ưu tiên chính là bảng ngọc 36% sát thương chí mạng. Còn nếu bạn không có hoặc là muốn đánh sớm hơn ấy, các bạn có thể cầm bảng ngọc là 16% tỷ chí mạng nhé. Thứ tư, luyện tâm lý thủ trụ tới nhà chính nổ với thôi, tin thật quá ôm trụ thôi, cho tiền bọn nó cũng chẳng vào được đâu. Đó là những câu nói các bạn thường đối với nhau khi bị ép không thở được, mà team của chúng ta ấy lại có những vị tướng kiểu là Kali, Dilak, Aether, Alice, John, Serica chẳng hạn. Đó là những vị tướng khả năng thủ trụ và dọn lính tuyệt vời, vì game còn trụ còn có thể lật kèo và win lại. Bởi vì trảm game ấy và giống như nhiều bạn khác, kể cả là nổ ba trụ vẫn có thể win cơ mà, gặp nhiều là khác. Có nên thủ trụ bất chấp hay là bỏ trụ chiến thuật? Nếu là những trụ ngoài mà các bạn cảm thấy không thơm thì đừng cố thủ gì cả, vì một V5 ấy là điều không thể, cũng như là việc đổi mạng ấy chỉ để giữ lấy trụ ngoài khi bạn đi rank là rất là sai lầm. Kể cả là trụ mega nhá, nếu team chưa kịp ra hoặc là không hỗ trợ thì các bạn có thể bỏ và thủ nhà chính là ok, đó là bỏ trụ chiến thuật. Ở các tân lính kẻ địch dùng tà thần đẩy ấy, các bạn quá lưỡng lự trong việc chính là thủ đường nào đây, bởi vì kẻ địch đâu chỉ là đẩy một đường, nó đẩy hai hoặc là kể cả là ba đường cơ. Vậy thì thủ trụ nào? Các bạn lúc đó ấy, đừng có lưỡng lự nhá. Còn mẹo nhỏ cho anh em là kệ hai trụ cánh đi, các bạn giữ bằng được trụ mid cho mình, vì đây là cái đường đi tới thành công nhanh nhất và các bạn có thể dựa vào trụ giữa để thủ lính hai cánh một cách dễ dàng hơn. Sự quan trọng của trụ mega. Khi còn trụ mega ấy, các bạn không bị thua thiệt về thế lính tự đẩy đâu, nếu kẻ địch không sử dụng tà thần. Cũng như là kẻ địch quá lớn lao vào ấy thì sát thương của trụ ấy sẽ khiến những tên Skirt, Toro bọn nó phải cảm thấy áp lực khi phải chịu quá nhiều sát thương. Đặc biệt khi các bạn còn đầy đủ trụ mega, kẻ địch không thể backdoor hay là bọc sau và bắt chủ lực của chúng ta một cách dễ dàng được. Bất cập trong việc thủ trụ khi bạn đi đánh đơn ở cao thủ đổ xuống này, có rất là nhiều trường hợp các bạn gặp đồng đội như quần què khi mà bọn nó chỉ là tham farm rừng ăn mạng mà chẳng chịu dọn lính hay thủ trụ gì cả. Đặc biệt là mấy ông đi đường tà thần nhá, 4 phút hở ra một chút là ra mid mà các bạn không kịp về ư, xác định mất trụ ngay. Còn rất là nhiều ông hay đó chính là tranh nhau một con bùa, xong lính ở đường ấy không để lên, đưa tới mất trụ rất là chí và xàm xí. Hay cay cú hơn ấy, các bạn chơi trợ thủ, đặc biệt là Helen nhá. Trời ơi, để Helen dọn lính, đùa chắc. Thủ trụ hiệu quả với Dilak ra sao? Dilak có cả hiệu ứng đẩy lùi và sát thương nên các tình huống thủ trụ sẽ siêu ngon. Lưu ý nhá, những tân lính thông thường và kẻ địch chỉ là dạng tay ngắn ép trụ ấy, các bạn chỉ cần 2 lần spam chiêu 1, thêm 1 lần spam ở chiêu 2 ấy, thoải mái dư sức rồi.
hạn chế dựng chiêu cuối vì thời gian hồi là khá lâu, ngay cả khi bạn đủ 40 trăm một chiêu. Đôi khi bạn bật chiêu cuối muộn ấy sẽ làm kẻ địch bất ngờ, đặc biệt là khi chúng quá lớn. Một chút lưu ý nhỏ cho anh em nhá, nếu kẻ địch có ma thần phút 15 đẩy vào nhà ấy thì bạn tốt nhất là dùng chiêu cuối để giao tranh, vì chỉ spam chiêu là không đủ đâu. Chúng ta nâng mắc chiêu 1 nè, phù hiệu thần quang hỏa thánh thuấn bổ trợ tô biên nhé, ngọc cơ bản thôi anh em, 88 xuyên thôi mà. Thứ 5, cướp mục tiêu và lật kèo giao tranh. Bạn đã bao giờ lật kèo một game nhờ được tà thần chưa? Càng về sau, các tà thần càng nguy hiểm hơn, giúp anh em lật kèo dễ dàng hơn. Trước kỳ nếu thuận lợi, các bạn có thể lợi dụng tà thần để thể quét sạch kẻ địch. Điều kiện để tạo nên pha cướp tà thần đẹp mắt phải là tướng có cái lượng sát thương dồn châm nhoáng lớn, nên là xạ thủ, pháp sư bị tầm tay xa để không dính phải cú choáng của tà thần khi hấp hối hoặc là bị kẻ địch can thiệp. Cái tên tiêu biểu có thể kể tới như bọn Iki, Idomia hay là bọn Elsu và Eozone, đặc biệt là Thorn ba xanh nhá. Và khi ăn tà thần, kẻ địch thường phải tum lại, và đây là lúc Thorn với ba viên đạn xanh ấy có thể phát huy tối đa sức mạnh. Còn nếu là các vị tướng tay ngắn nên có khả năng miễn không chế như kiểu là Murad, Nakdos, Skirt, Aoi. Nếu các bạn xem giải thấy được rằng ADC cầm Skirt và cướp rừng liên tục ra sao, bật chiếc cuối làm gì sợ không chế đâu nào. Hòa theo kiểu là dồn đam cực mạnh như kiểu là VRS, Gnat dùng chiêu cuối kèm chứng trị. Có một điều các bạn không để ý, nhưng bây giờ ấy, ở trong hang tà thần thì những vị tướng ở ngoài là xạ thủ, pháp sư sẽ quan trọng hơn rất là nhiều so với một con rừng cầm chứng trị. Vì bọn đi rừng mà kiểu cận chiến ấy không có khả năng bị nhiễm, thì thậm chí còn bị cả tá ứng khống chế và sát thương dồn đầu, nên rất là khó chứng trị. Thời điểm tà thần còn tầm khoảng 20.000 máu là lúc các bạn nên bung chiêu, vì đây là lúc tà thần tụt máu rất là nhanh do hiệu ứng của những chiếc nanh Fendi. Chơi kiểu ba đạn xanh thì dùng trang bị nào, Mura hay là thần cung? Với hai trang bị này thực tế nhá, tuy kinh tế của anh em, tuy nhiên thường hướng tới chỉ là kiếm Mura, vì trước đó các bạn đã tốn cái lượng vàng rất là nhiều cho nanh Fendi rồi. Lên kiểu chí mạng dùng ba xanh cứ gọi là tuyệt vời, nhưng nếu bạn lên kiểu là thánh kiếm song đao ấy thì nên bắn kiểu đạn tím, nó sẽ uy lực hơn ba xanh nếu bạn phải đối đầu tanker. Vì đạn ba xanh chỉ mắc binh, các bạn lên kiểu là hai xuyên giáp tích hợp và nanh Fendi để tối ưu công vật lý và xuyên giáp nhá. Ta nâng mắc chiêu 1 nè, phù hiệu ma chú hỏa tân quang nếu bạn muốn chơi kiểu là sốc đam, và luyện kim nếu cần farm tiền mạnh, bổ trợ tô biên nhé. Bảng ngọc nếu bạn chơi full xuyên giáp ấy thì dùng bảng ngọc xuyên giáp là chủ yếu, còn nếu bạn chơi kiểu là thánh kiếm thì dùng ngọc thì chí mạng nhá. Thứ 6, luyện kỹ năng backdoor. Cảm xúc nhất, hồi hộp nhất là khi bạn lật kèo vào những tình huống backdoor, anh em thể cùng team di chuyển thông minh đánh vào sơ hở của kẻ địch, có thể là không trích chấp tà thần hoặc là mồi nhử kẻ địch bắt lẻ để có khoảng trống nhắm vào nhà chính kẻ địch. Các dạng khác nhau của backdoor cơ bản nhất là lấy nhà chính của kẻ địch với một cái tân lính đi theo và kẻ địch không kịp về thủ, đập nhà chính của kẻ địch mà chẳng cần một con lính nào cả. Anh em để thông qua một con tướng đều để backdoor dễ dàng hơn, như kiểu là zip của đồng đội và lính lan thẳng vào nhà chính kẻ địch, hoặc là một Louis có khả năng kêu gọi cả 5 người để nhanh chóng lấy trụ khi trụ và nhà chính kẻ địch quá thấp máu. Các điều kiện cần để các bạn backdoor và lưu ý khi muốn thực hiện: phải có lượng sang chuẩn hoặc là kiếm Mora hay là diệt thần cung. Các vị tướng nên sử dụng là những con bài có lượng sát thương tay to và có khả năng gây sát thương liên tục. Ngoài trừ xạ thủ ấy, thì vị tướng pháp sư như kiểu là Lily, Gary, Preta, Didac là khá ổn áp. Đặc biệt anh em phải có những kẻ cản cái địch lại, nên một cái line up để backdoor lý tưởng là 4-1 hoặc là 3-2 với 4 người hoặc là 3 người đẩy. Lưu ý nhá, việc cực kỳ quan trọng khi bạn muốn thực hiện backdoor là các bạn phải né được tân lính của kẻ địch để kẻ địch không có sai của bạn. Các thời điểm lý tưởng có thể là khi kẻ địch vừa khởi động tà thần hoặc là đang phục kích ở đường tà thần và chuẩn bị ăn. Cầm zip đi đơn cần chú ý gì đây? Khi bạn chơi zip ấy, phải để ý xem là đồng đội có cổ băng xương hay là giáp hồi sinh không, là một cái điều cực kỳ quan trọng. Vì với cổ băng xương nhá, các bạn có thể bị chiếc đồng đội của bạn biến thành trò hề, khi các bạn muốn hút thì nó lại cổ băng xương. Đừng quá cố gắng tạo highlight bằng tình huống là hút cả team rồi lao vào mở tranh, vì nhiều khi bạn không thể biết rằng đồng đội có còn chiêu để chơi hoặc là bọn nó có muốn chơi hay không. Và quan trọng hơn, chiêu 2 bây giờ ấy có thời gian delay nên các bạn cần phải tiết kiệm, đặc biệt là khi kẻ địch có nhiều vị tướng sát thủ nhé. Bởi vì nếu bạn sử dụng chiêu 2 để spam bom giáp ấy, khi cần để hút các bạn sẽ không có chiêu để hút đâu. Đó là lý do vì sao mà TNG rất là thích mắc chiêu 1 để cấu rỉa và gây đam tối ưu trong đội, rất là lợi thế khi bạn đi đường nhé. Ở tại mùa 23 này, phù hiệu và phong cách chơi của zip đã thay đổi. Mùa 23 này zip ấy, khi bạn chơi chỉ nên sử dụng chiêu 2 cho tình huống nốt hẳn vào bụng thay vì chỉ để spam tạo giáp. Vì thời gian hồi là khá lâu, ở đầu game ấy là khoảng 5 giây, sau đấy các bạn hồi chiêu và nâng mắc chiêu 2 ấy, sẽ khoảng trên là 2 hoặc 3 giây.
Thay vì đó, hãy cứ dùng chiêu 1 để bảo kê và làm choáng bất kỳ kẻ địch nào định áp sát vào xạ thủ của mình. Riêng hiện tại nhá, các bạn dùng ma tính sẽ ngon hơn so với cái mộc giáp. Bởi vì nếu các bạn muốn chơi bảo kê ấy, vì dùng ma tính, các bạn sẽ tối ưu được thời gian của chiêu 2 sau khi các bạn tận dụng chiêu cuối. Ngoài ra, điều phân biệt một zip biết chơi và một zip non nằm ở việc đó chứ nào. Có một số tình huống các bạn cần hút và tanh thay lính để đẩy trụ. Đặc biệt các tình huống địch khả năng dọn lính tốt hay là lính đã bị hấp hối rồi. Các bạn nhớ nhé, lính bị hút vào bụng ấy, nó vẫn tính là cái lượng sát thương lên trụ tuyệt vời, nên các bạn đừng có lo lắng. À mà khi bạn muốn hút vào backdoor thì nên chat lên để đồng đội biết. Chúng ta nâng mắc chiêu 1 nè, phù hiệu ma tính hoặc là mộc giáp nếu các bạn cần thêm chống chịu. Chói buộc kết hợp chiêu 1 ở đầu game thì siêu áp lực luôn, bổ trợ tốc biến nhé. Bà Ngọc cơ bản là tanh thôi các bạn ơi. Thứ 7, sức mạnh tâm lý, một cái đầu lạnh. Các bạn đeo rank, các bạn đã bao giờ nổ ba nhà chính mà vẫn có thể lật kèo chưa? Chỉ cần kẻ địch sơ sẩy thôi, kẻ địch càng xanh, bọn nó càng dễ ảo tưởng sức mạnh. Sức mạnh tâm linh khi bạn đeo rank. TNG đi đánh đơn ấy, nếu chẳng may team mà quá non và bị đè ấy, thì luôn tự trấn an rằng cứ cố đi, biết đâu kẻ địch bọn nó đánh ngáo rồi ảo tưởng sức mạnh thì sao. Mình cần chăm chỉ farm, thắng 1-2 tranh lão thì lật kèo rồi. Nói thật nhá, bản thân TNG khi đi đánh ấy thì đã lật kèo và bị lật kèo vô số trận rồi. Tuy cái này không thể là tự bản thân mình điều khiển được, nhưng nếu tất cả đồng đội đều có một cái đầu lạnh và một chút tâm linh quá tuyệt vời luôn nào, phải luôn có niềm tin rằng kẻ địch ấy, bọn nó có thể mắc sai lầm bất kỳ thời điểm nào, và chúng ta chỉ đơn giản là nắm lấy và trừng phạt chúng thôi. Vì sao chỉ cần kẻ địch một pha ảo tưởng sức mạnh thì có thể dễ dàng lật kèo? Tuy kẻ địch chỉ mất một thành viên, nhưng nếu đó là một thành viên đang rất là xanh, cầm nhiều mạng hạ gục, bạn sẽ được cung cấp một cái lượng vàng siêu lớn cho cả người hạ và người phụ. Đó là lý do vì sao ấy rất là sợ mình pha shutdown. Đặc biệt nếu đó là người đi rừng kẻ địch, các bạn sẽ có lợi thế được bị ăn tà thần và đẩy thẳng vào nhà chính chẳng hạn. Và nếu đó là một chủ lực theo kiểu là Caridam, dạng kiểu Lily, Chrissy, Caffney hay Hayate chẳng hạn, thì các bạn có thể lập tức ép tranh kẻ địch và dễ dàng giành chiến thắng. Có cách nào khiến kẻ địch bị ảo và băng vào một cách bố láo hay không? Thực tế điều này rất là khó xảy ra nếu địch quá tỉnh táo. Đương nhiên các bạn có thể thả thính mà, ví dụ như là các vị tướng pháp sư thấp máu, các vị tướng ra là môi nhử là xạ thủ chẳng hạn. Và đương nhiên rồi, chỉ cần thả thính thành công thôi, hiệu quả sẽ rõ rệt ngay. Thời điểm nào nên là tướng mở đầu tranh và khi nào nên là vào sau với vị tướng lưu bố này? Nếu kẻ địch có ít hiệu ứng khống chế thì bạn có thể đi đầu và mở cuối chém thoải mái. Tuy nhiên về cuối game ấy, khi kẻ địch bắt đầu có nhiều trang bị và tính nhà cả đồ giảm hồi máu, thì thay vì đi đầu để chịu đam nhá, thì các bạn nên lựa chọn góc để băng vào và càn chủ lực kẻ địch nhé. Chúng ta nâng mắc chiêu 1 nè, phù hiệu ma tính, bổ trợ chính trị nhá. Ngoài các bạn thì dùng cơ bản là nhiều suy giáp cho lưu bố, hoặc như tiên gì gợi ý thêm vài viên tỷ chí mạng. Tất nhiên đây chỉ là các vị tướng đại diện cho cái lối chơi này thôi, chứ không phải là chỉ có 7 con này. Cái tiên gì muốn truyền đạt cho anh em là 7 cách giúp các bạn thể lật kèo khi bạn đeo rank đơn. Đừng bao giờ từ bỏ dù bạn thọt nhé, nhà chính chưa nổ cứ chơi đi. Với kinh nghiệm đeo rank đơn của mình, các bạn có những kinh nghiệm nào thú vị hơn, hãy bình luận dưới video để bổ sung cùng trải nghiệm game nhé. Bạn đã bao giờ test tướng trong rank chưa? Trải nghiệm game thú thật là có, vì đánh rank nó mới phê. Và S không khuyên anh em làm theo, bởi các vị tướng TNG test trong rank ấy thì đa số S đã tìm hiểu kỹ bộ kỹ năng rồi. Vậy nếu ở rank các bạn muốn test tướng có được không? Đánh đơn thích thì nhích thôi. Sau đây là 7 vị tướng anh em chẳng cần luyện tập gì cả, kể cả thông thạo C đánh ngân phê nhờ thông thạo S, chỉ cần các bạn biết di chuyển là được. Ở đeo cao thủ vẫn ok nhá, kể cả vị tướng đó anh em chưa bao giờ chơi hoặc là đụng tới. Còn thông thạo ư, mua nick ai chẳng có thông thạo đúng không? Nhưng chỉ cần anh em xem TNG đánh một lần thôi và chém gió với nó, lão thể quỷ ranh thằng thông thạo S luôn. Tuyệt vời chưa? Không tin có vị tướng dễ chơi như vậy để đeo tinh anh cao thủ ư? Vào việc ngay. Thứ nhất, bạn đã quá chán với tình huống sân súng của Thon hay là phải căn chỉnh chiêu rất là lâu với Elsu, thì John là sự lựa chọn giúp anh em có thể giảm bớt áp lực hơn. Một xạ thủ giúp anh em bỏ nút di chuyển, không dùng bất kỳ kỹ năng nào mà các bạn chỉ cần đánh thường thôi, vẫn có thể tạo ra hàng đống sát thương. Cái các bạn cần lưu ý chính là việc đọc bản đồ để né ganh, cũng như né sự hỏi thăm của vị tướng sát thủ kẻ địch ở giai đoạn đi đường hay là ở giai đoạn tổng. Mẹo né sát thủ kẻ địch khi giao tranh xảy ra. Việc các bạn lựa chọn một vị trí đẹp vừa thể xả đam lại khiến kẻ địch khó khăn cho việc tiếp cận là cực kỳ quan trọng nhé. Đặc biệt zone là một con bài rất là khó để chạy nếu các bạn bị bắt. Về cơ bản nhá, các bạn phải hạn chế lộ tầm nhìn quá sớm, cũng như là đừng đứng quá cao và tự tách bản thân ra khỏi đồng đội khác. Bờ tường, thềm trụ và tốc biến luôn là những tấm bảo hiểm cho một xạ thủ kém cơ động như kiểu John. Có một cái hay của John chính là nếu đủ đồ, kẻ địch dồn đam không đủ nhanh, các bạn có thể phản ganh lại, kể cả bọn nó là Omen hay là Nagrod, các bạn có thể xấy một cái, bọn nó bay màu ngay. Khi trụ một đường rồng bị phá, nên xử lý ra sao? Cái này rất nhiều anh em gặp phải khi đi đánh đơn. Nếu trụ một đã mất, các bạn vẫn cố bám lại ở đường rồng,
thì các bạn phải đứng sâu và farm ở trụ 2 mới thể an toàn được. Cách xử lý đơn giản và theo kiểu tất nhiên đó chính là đổi đường với thằng tà thần để có thể farm an toàn hơn. Hoặc là các bạn xoay tua, farm thấp đường rồng ở trụ 2 và đảo sang đường mid farm chung để cùng tăng tiến lượng vàng. Đó là cách tối ưu nhất rồi. Tuy nhiên các bạn đi rank ấy mà gặp thằng tà thần nó quá ngáo thì các bạn đừng cố chạy thẳng lên top làm gì, khi bọn nó chả biết đổi đường ấy là toang cả hai đường đó. Mà như TNG nói rồi, ra mid đi anh em ạ, farm 3 với thằng mid, cùng mid trợ thủ farm chung ở lính đường rồng và sau đó cả ba cùng đi gank, quá tuyệt vời đúng không nào. Chơi zone các bạn có hai cách nâng chiêu nhá, nâng mắc chiêu 2 cố đỉa liên tục, còn nếu các bạn ngắm kém quá ấy, thì mắc một đi sát thương và làm chậm cũng tệ đâu, nhưng mà chủ yếu chúng ta sử dụng đó chính là cái phù hiệu luyện kim nên mắc 2 là tốt nhất để bạn thể rỉa và farm luyện kim nhanh bổ trợ tốt biến nhé. Ngọc các bạn thể dùng ở trên là 10% tỉa chí mạng hoặc là sát thương chí mạng cho zone. Thứ hai, tướng bảo kê dễ chơi lại hiệu quả thì Helen là sự chọn hợp lý. Dù thay tên đổi họ, thay ngoại hình luôn, lối chơi của Helen lại không hề thay đổi khi mà cô nàng này thực sự đó chính là tế đàn di động. Khổ cái sát thương hơi tệ nên nếu các bạn đi dọn lính đúng là một cái áp lực mà. Làm sao để vừa cạnh xạ thủ để bảo kê mà vẫn có thể check bản đồ an toàn. Đi lẻ Helen dễ bắt, còn đi chung các bạn khó lấy tầm nhìn cho team. Nên cách tối ưu là các bạn dùng chiêu 2 check cơ bụi và vị trí nguy hiểm, hoặc là chủ động bật chiêu 1 trước khi các bạn vào bụi để nếu chẳng may bị dồn khống chế ở đam, kẻ địch khó lòng để sốc ngay bạn. Hay đơn giản và an toàn hơn chính là lên cái mắt nhá. Khi các bạn một chiếc bản đồ, đơn giản bật lên là xong. Pick Helen khi nào? Thường các bạn coi giải đấu ấy, thấy rằng Helen được dùng hai mục đích. Một là counter bộ cấu đỉa kẻ địch, kiểu như bọn nó có là bọn Elsu nè, Joker, Tiki, Rat hay là Murat. Và hai là đánh xoay quanh một xạ thủ hạng nặng đánh ở phía sau như kiểu là Cavani, John, Lavi và Theonat. Đặc biệt là bộ Cavani và Helen nhá, đã được chứng minh sức mạnh. Cặp đôi này mà được ép cứ gọi là tiên địch không thở được luôn. Ngoài ra nếu kết hợp các vị tướng kiểu nhà Rưu Bố nè, Vedet, Blo, ok cả là Ari ấy, dù kẻ địch lên món full giảm hồi máu thì cũng không hề xi nhê luôn. À lưu ý nhé, kẻ địch mà có ba Doom, Malok, Showman, Lossi thì các bạn đừng quá cố gắng pick Helen làm gì, bởi dễ bọn nó counter và cực kỳ khó chơi. Có nên bảo kê xạ thủ hay mid và thậm chí là một vị trí khác? Trường hợp các bạn đi đánh đơn nhá, chúng ta ưu tiên bảo kê cho xạ thủ. Tuy nhiên xạ thủ là kiểu Esu hay Ete, những con có lối chơi khác so với đa số vị tướng xạ thủ. Anh em để cân nhắc để bảo kê cho vị trí khác để carry mạnh hơn. Cái này là tùy trận các bạn cân nhắc nhá. Trang bị chúng ta thường hay lỗi chính là tanh hồi chiêu và một chút đồ phép để bút máu được nhiều hơn. Nếu kẻ địch ít tướng sốc đam mà chỉ có bọn cấu rỉa, ví dụ như là hai công ba thủ cũng không tệ đâu nào. Tùy kẻ địch mà chơi nhé. Chúng ta nâng mắc chiều 1, phù hiệu ma tính hoặc là mộc giáp bổ trợ hồi máu. Ngọc các bạn cứ dùng ngọc tanh máu được hoặc là giảm hồi chiêu. Thứ ba là một vị tướng thậm chí các bạn không cần xem ai chơi mà chỉ cần đọc sơ qua bộ kỹ năng một lần thôi, hoặc là nghe TNG nói cũng đã biết cách để chơi. Ghê chưa, ghê chưa? Đặc biệt nếu bạn lên tanh nhá, việc này càng dễ dàng. Tuy nhiên chúng ta đi đánh đơn ấy, ưu tiên chỉ là full dam hoặc là semi thì mới thể gánh team dễ được. Lên dam cho Emery thì nên chơi ra sao? Việc lên dam ấy, các bạn phải chơi rất là cẩn thận, dù ở giai đoạn đi đường hay là khi bạn vào giao tranh, bởi nhiệm vụ lúc này của anh em đó chính là đưa kẻ địch lên bảng điểm số thay vì là khép góc như khi bạn lên tanh. Chăm chỉ núp bụi, vừa lấy tầm nhìn trong đội lại sẵn sàng bắt các con mồi đi lạc. Không lộ tầm nhìn quá sớm vì các bạn chỉ cần lộ tầm nhìn thôi, rất là khó bắt kẻ địch. Đừng quên Emery, chạy bộ vào giao tranh. Nếu các bạn đi top ấy thì hên còn quái tốc biến nhá. Cũng như là hạn chế là người mở tranh nếu kẻ địch có quá nhiều không chỉ cứng và luôn sẵn sàng tốc biến để đá xạ thủ kẻ địch. Còn ở đoạn đi đường các bạn nhớ nhá, lên dam thì đừng ngại solo với kẻ địch, vì ngay cả khi bạn không thể hạ bọn nó, chúng ta vẫn có lợi thế. Đó chính là chất tướng Emery có khả năng hồi phục tuyệt vời từ chiêu 1 và nội tại từ chiêu 2, các bạn không cần về nhà luôn. Các tướng đồng đội hợp lý cho Emery kể cả đi top hay đi rừng. Khi các bạn đi tà thần có tốc biến, nếu có mấy các tướng búp trực tiếp cho anh em như kiểu là Senia, Isaiah hay Helen là quá đỉnh. Đặc biệt là khi Emery có tình huống tốc vào để có thể đá chủ được kẻ địch, khi đó kết hợp thêm quả chiêu cuối quá trâu luôn. Còn nếu đi rừng nhá, cô nàng sẽ gặp vấn đề là khó chạm vào chủ lực kẻ địch, dù ở trong tranh hay là công trụ nếu các bạn không đủ điểm. Nên là những vị tướng kiểu mở tranh như kiểu là Grak nè, Zip, Mina hay thậm chí là Badum, Omen, Lossi là cực kỳ quan trọng. Chúng ta nâng mắc chiều 1, sử dụng phù hiệu ma tính bổ trợ tốc biến hóa chứng trị nếu bạn đi rừng, hoặc nếu các bạn lên tanh đi trợ thủ ấy thì cầm một giáp nhá, bổ trợ suy nhược. Bằng ngọc chúng ta thể dùng bằng ngọc trên giáp hoặc là 1600 tỷ chí mạng. Thứ tư, sát thủ là khó chơi đúng không? Cần kỹ năng cao đúng không? Nhưng kỹ năng là sự chọn dễ dàng cho anh em. Anh em không cần phải tính toán nhiều khi chơi kỹ năng như khi các bạn dùng Butter hay là các bạn chơi Nagrod hoặc Aoi, mà đơn giản chỉ cần đó chính là cất cánh và tìm kiếm con mồi đi lạc. Combo thì quá đơn giản luôn, tầm 1 vô 3,
và cố địa kỳ địch với chiếc cuối vòng 1 và lui về với chiếc 2. Dễ dàng chưa nào? Bọ mà bị ép chơi ra sao đây? Nếu mà bị ép ở đoạn đầu game ấy, các bạn cần học cách đầu tiên là chính là bỏ mục tiêu và bùa. Và chắc chắn là tranh chấp sẽ rất là khó thắng. Bởi bọ ở đầu game mà không cấp độ 4 ấy, đầu game sao chơi lại bọn nó đây? Thay vì đó hãy di chuyển ra đường để có thể farm bù lại lượng vàng. Nên nhớ chúng ta dùng đồ rừng các đồng đội không hề bị thiệt nhá, mà còn được farm lẹ hơn. Tiếp theo hãy cố gắng tối ưu của món trang bị rẻ mà hiệu quả cao như là thương đấu sĩ cấp độ 2 nè, thay vì vội lên đồ cấp 3. Lúc đi gank các bạn phải núp bụi và vét các con mồi yếu máu. Và nếu các bạn có 3 đồ gây đam ấy, việc một combo lấy mạng xạ thủ kỳ địch là dễ dàng. Và tất nhiên nhớ tận dụng chất tướng của kỹ năng để có thể ăn các mục tiêu lớn. Late game nên cầm kỹ năng đi đẩy lẻ hay không? Khi kỳ địch về late game, bọn nó đi chung kiểu có vị tướng khống chế đáng gờm như kiểu là Aether, Arum hay là Thane, Badum ấy, mà team mình lại không có vị tướng mở tranh ngon, thì các bạn hoàn toàn để cầm kỹ năng tách ra và đẩy lẻ. Nhưng mắc tính nhất là chính là kẹp theo một con tướng khống chế khỏe kiểu như là Omen hay là Quy, để chúng ta có thể dụ kỳ địch mà anh em. Nếu kỳ địch có ý định đẩy lẻ như mình, bắt và chơi ngay. Lưu ý nhá, thời điểm late game ấy, khi bạn muốn vồ vào, các bạn cần phải chú ý xem liệu kẻ địch có giáp hồi sinh chưa nè, có cầu băng xương không. Vì kỹ năng một khi đã vồ vào ấy, các bạn sẽ không thể hồi nhanh trong cuối được. Tức là sao? Bị lên bảng điểm số đó anh em. Và khi ép trụ, bạn nhớ gây áp lực bằng cách là bay vòng vòng, không cần phải vồ kẻ địch đâu. Các bạn chỉ cần bay, gây áp lực là đủ. Và khi ăn mục tiêu, nhớ dồn kết hợp chiêu 1 và chiêu cuối với chừng trị để có lượng sát thương bùng nổ nhất. Và chơi bọ các bạn đừng quên tung chiêu trúng mục tiêu là phải đánh thường đó. Chúng ta nâng mắc chiêu 1 nè, phù hiệu ma chú hoặc là chuyển sinh bổ trợ chính trị nhá. Ngọc phun xuyên giáp và có thể thêm vài viên tỷ trên mạng cho anh em. Đồ đạc con này muôn đời vẫn vậy anh em ạ, nên tiên gì mới bảo là dễ chơi dễ đánh, khỏi cần phải nghĩ gì luôn. Thứ năm, pháp sư dễ chơi thì Kali là sự lựa chọn hợp lý. Nói Kali dễ thì rất dễ, nhưng chỉ cần các bạn sử dụng chiêu cuối sai hướng hoặc là thời điểm dùng rất là dễ bắt. Bởi đang chiêu cuối, chúng ta làm gì dùng được cầu băng sơn đâu, nên chỉ cần các bạn biết di chuyển thôi, chơi cái này quá dễ dàng. Đi mid đánh đơn thì nên di chuyển đầu game ra sao? Vì chúng ta không có hiệu ứng khống chế và kém cơ động, nên thời điểm đầu game gank được thì gank, không gank được thì cứ ôm farm trước. Bởi vì trên đường di chuyển ấy, các bạn rất là dễ bắt hoặc là cấu máu. Và đi gank là gank hướng có trợ thủ và thằng sừng nhá. Farm ở mid hay là bị kẻ địch núp gank, các bạn nên farm an toàn từ xa và trước cuối. Và nếu cảm thấy nguy hiểm ư, đợi lính tới gần trụ, sử dụng chiêu 1 và từ từ bắn tay. Sai lầm của nhiều anh em chính là cầm vị tướng thiếu cơ động như kiểu Kali mà cứ nhô đầu lên farm lẹ và bị kẻ địch bắt ngay, khỏi chạy. Và nhớ, dù các bạn chơi tướng thiếu cơ động thì việc đảo gank là cần thiết. Đặc biệt khi bạn ở cấp độ 4 nhé, áp lực lên kẻ địch quá tuyệt vời. Di chuyển và spam trước cuối, đừng bao giờ tiếc nhé. Địch cơ động quá nên xử lý ra sao? Có một cái hài với Kali ở trên là đòi đánh tay cô nàng ấy có thể bị né đi được, nên là kẻ địch chỉ cần lướt ra ao tầm như kiểu bọn Zuka năng đốt ấy, mình chẳng gây đam được lên bọn nó. Và nếu kẻ địch quá cơ động ấy, các bạn sợ bị ám sát, có thể đặt ngay chiêu 1 dưới chân mình và bắn thường thôi. Anh em không nên quá cố gắng xây chút cuối nếu kẻ địch còn nhiều máu và nguyên bộ kỹ năng, trừ khi các bạn đang ép trụ. Nói chung là thay vì các bạn cố gắng gây đam vào vị tướng quá cơ động, hãy tập trung vào vị tướng thiếu cơ động khác. Đặc biệt thời điểm cuối game nhá, dù là Omen, Thane hoặc là Skirt ấy, bọn nó không ao tiền Kali, ăn mật sấy đau lắm đấy. Một chút lưu ý nhỏ, khi bạn ép trụ, các bạn nên xây theo hướng chéo để địch khó né hơn. Và mấy con tanh ấy, bọn nó rất là khó che cho lính hay là chủ lực bọn nó được. Ở đoạn đầu game các bạn nâng chiêu 1 để có thể farm cho nhanh. Các bạn chỉ nên nâng chiêu 2 trước nếu có thằng trợ thủ phụ dọn lính. Sau đó các bạn nâng mắc chiêu 2, phù hiệu thần quang bổ trợ tốt biến nhé. Trang bị thứ ưu tiên của tiên di luôn là phép càng mạnh càng tốt, nhưng hồi chiêu là khá quan trọng giúp bạn thể ép trụ tuyệt vời hơn. Ngọc cơ bản là 88 xuyên giáp phép nhé. Thứ 6, anh em đi đánh đơn việc dính slot 5 đi trợ thủ là bình thường. Anh em đi đơn mà lại không biết đi trợ thủ, đó mà cái điều lạ đó. Đây là con bài bảo kê được, mở tranh tốt và khéo góc chủ lực kẻ địch không tệ, có đột biến mà. Hơi khó một chút của Badum chính là sử dụng khéo léo chiêu cuối. Combo giờ đơn giản nha anh em, chiêu 1 thể kèm tốc biến, chôn chiêu cuối, kẻ địch trôi lên, bồi được quả chiêu 1 xong việc rồi. Nên cố gắng chôn chủ lực kẻ địch khi giao tranh hay là chôn vị tướng khác xung quanh. Cái này thật ra ấy, dù bạn chôn chủ lực kẻ địch hay là dàn tanh cũng đều tác dụng riêng của nó. Khi chụp dàn chống chịu của kẻ địch thì những đấu sĩ sát thủ của anh em ấy có thể dễ dàng tìm tới chủ lực kẻ địch. Đặc biệt nếu chụp được bọn kiểu như là Senie, Alum thế chẳng hạn, kẻ địch lấy gì bảo kê. Còn nếu chụp chủ lực kẻ địch thì nếu team của mình không thể dồn đam nhanh ấy thì cũng vô hại thôi. Nên đồng đội chúng ta cần phải nhiều đam vào. Chơi Badum dạng tấn công thì nên đi cùng các vị tướng nào? Chọn tướng rừng, mid và xạ thủ ra sao? Phải là tướng có sát thương nha anh em nhá. Badum tuy là có lượng đam nhưng không phải là nhiều. Dừng đương nhiên rồi, sốc đam nhá, như là ngộ khỉ, kỹ năng Tolen chẳng hạn.
Còn đi mít thì nhiều cái tên lắm như là Điêu Thuyền, Lidiana, Chrissy. Sẽ rất là khoái nếu Badum chôn được nhiều thành viên của kế địch, đặc biệt Lidiana nhá, thảo cấu hóa hình gọi là tuyệt vời. Xạ thủ đa dạng lắm anh em, có thể nói là mọi xạ thủ đều thích Badum, nhưng cần phải lưu ý nhá, ngừng xả đam nếu Badum chôn lại, tránh lãng phí kỹ năng. Đi đánh đơn, làm sao chú cuối không bó đồng đội đây? Cái này là có phải tùy cảm nhận của anh em nhá, và các bạn phải biết được rằng đồng đội ta có những kỹ năng gì để tránh bóp nhau. Anh em nâng mắc chưa một nè, sử dụng phi hiệu buộc giáp hoặc là chới buộc bổ trợ tôi biến nhé. Ngọc ư, chúng ta ưu tiên máu thôi. Thứ 7, dễ chơi mà lại tier 1, ai đọ lại với Chrissy đây hả anh em? Dù bị tránh đường và không giỏi đi mid ấy, các bạn vẫn để chơi tốt vị tướng này và có thể gánh team cứng mạnh. Gặp sát thủ địch, chúng ta chơi ra sao? Thời điểm đầu game nhá, có thể lựa chọn mặt nạ Berit thay vì trợ bùng nổ. Tầm giữa và cuối game, các bạn để hướng tới cầu băng xương hoặc là quyền trượng ở Rhea. Và đặc biệt, món đồ thứ 6 các bạn để lựa chọn giáp hồi sinh. Nếu các bạn chưa luyện được mua bán đồ và quá chậm tay, nên khi bạn đi ganh và đi ganh về, nhớ đi sâu vào phần rừng của mình và liên tục chích bụi trước khi di chuyển với chiêu 1. Hơn hết, đừng đi lẻ, nên đi ganh cùng team. Sao thấy nhiều tuyển thủ chơi Chrissy toàn bật chiêu cuối sớm dù không có kẻ địch, và làm thế có sợ thiếu đam hay không? Việc dùng chiêu cuối sớm nhằm hai mục đích, một là tránh di công chế và không thể dùng chiêu, và thứ hai để nhanh chóng gây sát thương cũng như là tận dụng nội tại để truy đuổi hoặc là rút lui nhanh hơn. Đặc biệt nếu có lính quái tiếp cận bọn nó lại quá dễ dàng. Còn việc dùng sớm liệu thiếu sát thương hay không? Câu trả lời là không, bởi vì chiêu cuối Chrissy khá lâu, thì dù bạn bật sớm nhá vẫn để khiến kẻ địch ăn đủ 4 lần sát thương ở chiêu cuối mà. Thay vì thần quang, dùng ma tính để dồn 2 lần chiêu 1 và chiêu 2 có ngon hơn không? Được, nhưng mà thần quang ấy sẽ cho phép anh em cứu đỉa và dồn sát thương ở thời điểm đầu tốt hơn. Cầm thần quang ấy, các bạn có thêm xuyên giáp phép ở cái phù hiệu cấp 2, đó chính là xuyên tâm. Còn ma tính các bạn nếu muốn có, các bạn phải lên ở phù hiệu phụ cơ. Trong khi ma tính các bạn phải lên cấp độ 4, cũng như ở tầm giờ cuối game mới có thể dồn 2 lần chiêu 1 chiêu 2 được. Cầm thần quang, lên giày phép, thêm chiêu bùng nổ, ai lại Chrissy đây hả anh em? Chúng ta nâng mắc chiêu 1 nhá, sử dụng phù hiệu thần quang, phép bổ trợ tốc biến, ngọc cơ bản thôi, 88 xuyên phép mà chơi. Đó là 7 vị tướng, nếu bạn phải đi vị trí khác hoặc là các bạn muốn đổi gió thì coi video này của TNG xong ấy, quất luôn anh em ạ, khỏi luyện, vào đánh chơi luôn. Khỏi cần nghĩ ngợi hay luyện tập quá nhiều. Anh em cần bao nhiêu thời gian để có thể thành thạo vị tướng này, comment dưới video xác nhận đi nào. Ngoài ra các bạn có thành tích luyện nhanh vị tướng nào, hãy comment để TNG và các bạn khác biết để chơi cùng nhé. Anh em ra đánh tại 1-2-3 này đi đơn hay đi team? Bản thân trẻ em game thường đi đơn là chính, vì chiếu đi đơn ấy mới hay gặp phá game, chửi bới, toxic các kiểu, giúp các video chất lượng và đủ mọi tình huống giờ khóc giờ cười. Ad từng chia sẻ cho anh em 6 vị tướng kỹ năng yêu thích rồi, nhưng lại chưa chia sẻ cho các bạn các vị tướng đầy tiềm năng để có thể đeo đanh. Mặc dù chỉ đang nổi tiếng ở một số bờ đanh nhất định, và nhiệm vụ tiên di chính là lan tỏa các vị tướng đó ra mọi bờ đanh từ kim cương tới chiến tướng. Nào cùng tiên di bật mí vị tướng đó ngay nhé, biết đâu tiếp tục của anh em đấy. Chèm game cảm ơn anh em đã like video này và đăng ký kênh ủng hộ suốt thời gian qua. Thứ nhất, tức là con tướng carry cực mạnh ở cả rank và giải đấu, nhưng dạo gần đây ID lại hơi mất tích ở giải đấu nhá. Các bạn biết tại sao không? Do con Murad được ưa chuộng để đi top đó. Con Murad này đầu game áp lực và giữa late game có đồ ấy, chém cũng rất là ba cháy, đúng xuất khổ mà. Phải làm đơn giản con Murad này thôi. Cũng như với anh em đi đánh thông thường ấy, khi đi tà thần các bạn hướng tới kiểu nhà Zuka, Flong, Ngộ Kỳ là nhiều hơn. Còn đợt này, nếu anh em để ý nhá, cánh tà thần bây giờ ấy ưu tiên các vị tướng có thể đánh ổn đầu và giữa game để có thể lấy thế trận nhà bọn Skurt nè, Zena, Victor. Ai đi chiêu cuối mà lại không trúng kẻ địch, liệu chúng ta có nên cố đâm sâu? Việc các bạn chiêu cuối mà lại không trúng kẻ địch ấy, do kẻ địch có thể ao nhây bạn như kiểu là cầu băng xương hoặc là không chọn là mục tiêu ở các kỹ năng. Cái này là tùy thuộc khá nhiều yếu tố nhá. Lượng vàng hai bên quyết định lượng trang bị, chiêu thức của kẻ địch còn lại nè, và máu của hai bên, và kẻ địch có chịu đứng lại slow bạn hay không. Nhưng quan trọng nhất đó chính là cái lượng tiền mà Ari đang có. Nếu các bạn đã có 2-3 món đam ấy thì vẫn có thể chém tay đôi với kẻ địch được. Còn không ư, các bạn rút lui đi, vì nếu chiêu cuối không trúng kẻ địch, các bạn làm gì được giảm sát thương, lao vào cẩn thận bị bốc hơi đó. Đi đường mà bị kẻ địch cắm trại từ 2-3 kẻ địch phải làm sao đây? Anh em đi tà thần ấy mà bị kẻ địch đặc biệt chăm sóc, hoặc là bị đóng băng lính bởi các vị tướng ở đầu game khỏe kiểu nhà Ryoma hay là mùa hay như Flor, và bị mít rừng kẻ địch đồng loạt hỏi thăm, phải làm sao đây? Ở trường hợp này ta có thể lựa chọn như sau: một là dọn lính và pha một chiêu 1 từ từ thôi. Thứ hai là kẻ địch mà địch băng trụ ấy, nếu đông quá và kẻ địch có khống chế, bỏ thôi anh em ơi, chiêu cuối là không đủ. Thứ ba là vào rừng ra mít để ta để pha bù lại khi mà đồng đội không di chuyển lên phụ nhé. Và nếu đồng đội có ý định lên, cứ từ từ cấu đỉa thôi anh em ạ, giả vờ như không biết và đợi đồng đội xô vào, chúng ta lao ra và vét sau thôi. Thời điểm đầu game, khi nào nên ôm farm và khi nào chúng ta nên di chuyển? Khi tân lính chuẩn bị tới đi đến trụ 2 nhé, thì anh em không nên đi gánh quá xa.
Đặc biệt là sau phút thứ tư, đơn giản thôi, hãy nhìn vào bản đồ thu nhỏ của mình. Lính mình tới đâu, lính nó tới đó. Anh em đi tà thần nha, đặc biệt ID ấy, nên ưu tiên dọn lính trước, chúng ta di chuyển sau. Còn khi nào nên di chuyển, lúc team có ý định ăn mục tiêu hoặc là triển khai thế ép mid, đặc biệt là con rồng đầu, nơi có thể quyết định thắng bại ở trong rank nếu tranh chấp. Theo anh em, ID bây giờ có cần búp thêm sức mạnh không? Chứ giải đấu bây giờ ít đánh, hơi buồn đúng không nào? Chúng ta nâng mắc chiều 1 nè, phù hiệu ma chú hỏa luyện kim, phép bổ trợ tốc biến hỏa trực trị nếu các bạn đi rừng. Ngọc chúng ta ưu tiên là trên là công lý cho ID, và nếu đi rừng ư, có thể cầm thêm bảng có nhiều tội đánh một chút nhé. Thứ hai, từng là con cưng của gà rán, và bây giờ anh em biết đấy, danh hiệu này là của Ana of Toland, con cưng của nhà làm game luôn. Là một vị tướng khá dễ chơi, không đòi hỏi nhiều kỹ thuật mà chỉ cần đủ trang bị, dựng chi tốt, chọn đúng mục tiêu để xả đam sốc là các bạn có thể đủ giành chiến thắng rồi. Vio đi rank bây giờ ấy đã không còn được ưu tiên quá nhiều, trừ những anh em trung thành với Vio. Còn lại đa phần các bạn sẽ ưu tiên vị tướng xạ thủ hot beta hơn, như kiểu là Elsu nè, Kafini, Slim. Còn ở giải ấy, Vio pick theo kiểu là đi kèo với xạ thủ kẻ địch là chính. Ví dụ kẻ địch có Heate nè, Kafini, thì pick Vio ấy, các bạn có thể lấy cái lợi thế ở trên là cú rỉa đáng gờm. Rank đơn không có trợ thủ, tính sao đây? Đây là cái vấn đề mà mọi xạ thủ đều gặp phải, nhưng mỗi xạ thủ ấy lại có cách xử lý riêng. Cơ bản nhất ấy là các bạn phải hạn chế lên cao và không chạy theo mid để farm nếu bạn không tầm nhìn. Còn về khoản dọn lính ấy, Vio lại chẳng sợ đóng băng lính, vì các bạn hoàn toàn để vận dụng chiêu 1 nè, chiêu 2 và kể cả là chiêu 3 đều có thể lát hit dễ dàng. Còn khi vào giao tranh, các bạn đứng gần tường cho trẻ game nhé, để nếu kẻ địch áp sát ấy, sẵn sàng vận dụng ngay chiêu 1 hoặc là cần tốc biến và quay lại trả đam. À các bạn nhớ nhé, lộn ấy, nhớ lộn về sau hoặc là lộn sang ngang nếu các bạn không cần truy đuổi. Và sát thủ kẻ địch kiểu như là Nakroth hay là Zuka ấy, bọn nó chỉ cần chờ Vio nó lộn thôi là bọn nó oánh ngay hàng. Lựa chọn lối đồ thích hợp cho Vio, nếu team của anh em cần và có bộ rỉa máu khỏe sẽ để hướng tới phức hợp kiếm, kiếm Mura để tiện cấu rỉa máu kẻ địch, hoặc kẻ địch toàn kiểu tướng DPS mạnh và Vio thì bắn tay không lại, thì các bạn sẽ lựa chọn lối đồ đó chính là cấu rỉa. Đặc biệt Vio và một số ít xạ thủ bây giờ ấy, các bạn để thay đổi lối đồ lên thương xuyên phá để có thể snowball trận đấu nếu kẻ địch toàn máu mỏng kiểu con Thon đó. Còn nếu kẻ địch gặp theo kiểu quá trâu ấy, chúng ta thể thêm kiếm phân đia kết hợp cùng Mura hoặc là diệt cung để có thể vừa cấu rỉa và bắn tay khủng hơn. Hai hướng chơi cho anh em lựa chọn. Chúng ta nâng mắc chiều 1 cho Vio, phù hiệu ma chú hoặc là du hiệp nhé, bổ trợ tốc biến. Ngọc các bạn thể dùng ngọc 16 trăm tỷ chí mạng hoặc là 3 600 chí mạng đều ổn. Đặc biệt ngon nếu bạn dùng kiểu là song đao và cung tà ma nhá. Thứ ba, bạn thấy Triệu Vân đánh cứ gọi là thích, nhưng đó là Triệu Vân có đồ hoặc là 20 nội tại thôi. Ở giải người ta thường hay chờ Quang Hải chơi, hoặc là giải trước ấy, ADC từng chơi một lần ở AIC, nhưng các bạn muốn hơn thế cơ. Vậy nếu các bạn có cùng sở thích chơi Triệu Vân giống TNG, cần phải chú ý điều gì đây? Đầu game ấy, nếu chẳng may bị cướp, xử lý ra sao đây? Chấp nhận thỏ thôi anh em, vì chơi Triệu Vân ấy, khá khó để cương lại kẻ địch được. Đặc biệt khi mà đồng đội lại hơi mù map hoặc là quá yếu nữa thôi, bỏ ngay nhé. Hiện tại nhá, dù các bạn bị cướp rừng nhưng vẫn có thể lên cấp độ 4 được nếu bạn ăn đủ một mảng rừng và 2 tân lính ở đường. Tất nhiên, nếu team pick mid và trợ thủ mạnh ấy, các bạn vẫn có thể cương được. Vì chỉ cần các bạn để trừng trị tốt có thể lên cấp độ 2 thì giao tranh sẽ thay đổi ngay. Lợi thế của mình là mình có trừng trị mà. Vì dù sao một Triệu Vân cấp độ 2 ấy cũng mạnh hơn một Darkrot là một Elan cấp độ 1 mà. À có một cái chiến thuật chưa phổ biến đâu, nhưng mà TNG muốn gửi tới cho anh em để các bạn nào đi team 3 hoặc team 5 ấy áp dụng nhá. Nghe đó này. Ở meta này, nếu có thể ở cấp độ 1 ấy, anh em cầm rừng, ra mid farm 3 thằng nhá. Farm mid nè, trợ thủ rừng với nhau, sau đó là kéo vào rừng để tăng tiến nhanh hơn về cái lượng vàng. Cách này ấy, thằng mid chả bị ảnh hưởng gì, lại còn farm lẹ hơn. Nhưng đi rank đơn các bạn phải cẩn thận, bởi vì không phải thằng mid nào nó cũng hiểu meta này ấy, là các bạn mua được rừng là thằng mid nó hưởng chọn, chứ thằng rừng nó chỉ nhận 50% thôi mà. Nên pick tướng gì để giúp Triệu Vân có tuổi thơ êm đẹp hơn? Mid nên là kiểu có thể đánh nhau ổn ở đoạn đầu và giữa game, dạng như kiểu là Natalia nè, Rath, Rodion. Đặc biệt trợ thủ là kiểu Richter, Vred, Thane, Mina. Khi mà bọn này rất là mạnh ở khoản thủ rừng ở đoạn đầu game nhé, gặp là bụp ngay. Hai cánh nên là kiểu tự lo tốt, đặc biệt là đường rồng có xạ thủ để trợ thủ để đi theo, chăm sóc và gank cùng Triệu Vân mạnh hơn. Có thể đó là Elsu, Joker, và nên cũng không tệ đâu. Top thì nên là kiểu có thể thắng được đường, buộc kẻ địch phải ôm trụ và không thể ép vào rừng mình được. Cách giúp Triệu Vân có thể tiếp cận kẻ địch khi mà kẻ địch bảo kê là quá gắt, anh em thay vì lon ton trước mặt ấy nên chủ động núp bụi, lựa chọn thời điểm để vòng sau kẻ địch. Nhưng không nên là vị tướng mở đầu tranh, nên đợi đồng đội vào trước, vừa để câu chiêu nhá, tiện thu hút sự chú ý của kẻ địch. Đặc biệt là với những tình huống ép vào tranh ở xa trụ, hoặc nếu team có kiểu nhà Zip nè, Grug hay Rui, mới tiếp cận chủ được kẻ địch lại dễ dàng hơn bao giờ hết. Phiên bản đáng sợ nhất của Triệu Vân, các bạn đã thử qua chưa? Đó là một Triệu Vân 20 điểm nội tại. Việc đi rừng và lên full đam, anh em đi đánh mà gặp được 20 điểm nội tại của Triệu Vân ấy, khá khó khăn.
Vì nói thật nha, Triệu Vân mà để nó xanh sớm ấy, khả năng số 4 rất là đáng gờm. Chứ cần gì đợi 20 nội tại, 16 nội tại là cố nhây lắm rồi thì mới có, chứ không ấy, end game lâu rồi. Chúng ta nâng mắc chiêu 1 khi gặp kẻ địch khống chế quá nhiều. Còn nếu các bạn muốn hút máu và hồi lẹ chiêu 2 hơn ấy thì mắc chiêu 2 nhé. Nhưng riêng TNG nhá, thích mắc chiêu 1, anh em thì sao? Chúng ta sử dụng ma tính bổ trợ cho chị Ngọc. Các bạn thì dùng Ngọc 1600 tiền trên mạng, vì anh em xem trang bị thấy rằng TNG rất là lười lên thánh kiếm, nhưng nếu kẻ địch toàn máu mỏng ấy, thánh kiếm lại quá tuyệt vời. Thứ tư, bạn thực chơi điên thuyền lý do gì? Sức mạnh hay là sắc đẹp? Không chia điểm mạnh nhất của nàng, TNG rất là thích chơi điêu thuyền nếu kẻ địch chơi bị tướng lao vào kiểu bọn Zuka này, Pain hay là Aeron kiểu là ao chiêu, cảm giác nó lại phê. Có mẹo nào giúp đám băng lính dễ hơn không? Đặc biệt cả bọn cơ động. Trường hợp nếu bạn gặp kẻ địch kiểu nhà Zuka này, Ngộ Kỳ hoặc là Green Nắc, các bạn có thể hack náo kẻ địch bằng cách đặt dưới chân điêu thuyền luôn. Đây là phương thức tự vệ tốt nếu bạn bị áp sát tấn công. Nhưng nếu ta chủ động tấn công ấy, sẽ có các kiểu đặt chiêu dễ dàng chung hơn. Thứ nhất là hack náo kẻ địch nhá. Bọn nó tính dùng chiêu ở đâu thì ta đặt đóng băng ở đó, đó là với vị tướng cơ động. Thứ hai là làm chậm chiêu 1 và để đóng băng dễ dàng hơn với vị tướng thiếu cơ động và đi bộ. Hoặc dễ hơn ấy, cho đồng đội khống chế trước, kiểu như là grab kéo và điều thuyền đóng băng xử lý. Đặc biệt là Aoi và Pain cùng Alan nhá, bọn này mới dùng chiêu cuối, điều thuyền lại càng dễ dàng cho vị đóng băng hơn. Đương nhiên là phải thật nhanh tay. Tất nhiên nếu bạn chưa được bụi và cái địch kiểu là John, Theo hay là Chrissy, Rodion ấy, thì các bạn đặt băng lại quá dễ dàng. Một kèo thơm các bạn cần biết đó chính là Rodion nhá, nó hơi bị ngán điêu thuyền đó. Khi nào nên dùng điêu thuyền đây? Nếu các bạn không biết ấy, điêu thuyền khi pick ở dài sẽ theo kiểu là chống rỉa. Ví dụ nhà kẻ địch có Rat này, Jue, Gidu, Elsu, bọn này mà muốn chơi ấy phải có hai nhịp cơ. Và cả bọn như kiểu là Omen, Rossi, Badum, Gragmina phần nào cũng bị điêu thuyền counter vì cái lợi thế nội tại bảo vệ của điêu thuyền. Điêu thuyền sẽ rất ngon nếu gặp bọn kiểu vừa kém cơ động lại còn chiêu giải hữu khống chế chủ động. Và đặc biệt nếu điêu thuyền được đi cặp với bọn kiểu Alice, Badum nè, Grag, Gidu và cả Lavi sẽ khá là ổn áp và siêu dễ chơi. Chúng ta nâng mắc chiêu 1 nè nếu để cấu rỉa tối ưu, vì không phải trận nào chúng ta cũng có thể đóng băng kẻ địch dễ dàng được, thì khi đó pha rỉa chiêu 1 chúng ta lên tiếng. Nhưng mà để tối ưu đam ấy thì các bạn phải đóng băng kẻ địch, sau đó các bạn mới tung chiêu và đánh thường thì gọi là mắc đau và tối ưu đam nhất. Chúng ta dùng hiệu ma chú và thần quang bổ trợ tốc biến nhé. Thứ năm, bạn cầm con tướng dễ chơi dễ thường, theo nát luôn là ưu tiên hàng đầu ở trong đội hình, nhờ khả năng gây sát khủng theo thời gian và tầm bắn cực xa. Giải nó đang được chọn bắn nè, rank đồng dạng để các bạn ưa thích. Vậy làm sao để đi đơn tự lo đây, cùng TNG tìm hiểu thợ máy khâu theo nát nào. Cách chơi theo nát khi có trợ thủ. Vio thì còn dựa vào tường và cơ động ở chiêu 1. Vậy thì với một xạ thủ kém cơ động như kiểu theo nát ấy, việc các bạn đủ điếm để chơi được khi đi đánh đơn mà lại không có trợ thủ bảo kê là điều các bạn cần phải có. Dù có thể đè đường xạ thủ cứng mạnh với chiêu 1 và chiêu 2 của mình, nhưng mà từ cái tân lính thứ 2 trở đi ấy, nếu các bạn không tầm nhìn, các bạn nên chủ động lùi lại và ôm trụ. Bởi mid và trợ thủ kẻ địch có thể gõ cửa bạn bất kỳ thời điểm nào. Và khi di chuyển hoặc đơn giản lên để farm lính ấy, các bạn nhớ sử dụng chiêu 2 để chích bụi ở gần trụ. Vì đây là nơi bọn trợ thủ kẻ địch kiểu như bọn Victor, Grag ấy, bọn nó rất là thích núp, cố gắng đứng sát tường để nếu chẳng may bị ganh, sử dụng ngay tốc biến và bật chiêu 1 trả đam. Chúng ta dùng chiêu cuối để mở tranh hay là tự vệ khi kẻ địch lao vào đây. Cái giờ của chiếc cuối theo ấy đó chính là ăn khống chế là nó bị hủy chiêu ngay, nên mắc tính nhất ấy là các bạn được chủ động sử dụng để có thể mở tranh, mở ganh quá tuyệt vời. Bởi vì nếu bạn bắn mắc tầm và chính xác ấy, cái độ nguy hiểm nó chẳng kém thì đạn quang của Lavi hay là phi giáo của Slim đâu, lại còn dễ sử dụng nữa chứ. Nếu dùng để tự vệ ấy, chỉ ngon khi kẻ địch có khả năng gây khống chế tới anh em. Cho tranh có nên lướn và bắn ở dàn sau của kẻ địch hay không, hay là chúng ta bắn từ ngoài vào trong? Với TNG cầm xạ thủ giữ vị trí là quan trọng nhất, thay vì các bạn cố xả đa vào dàn sau của kẻ địch mà khi đó ấy, các bạn lại đưa bản thân vào nguy hiểm. Nên nếu bạn chơi theo nát, cứ bắn theo kiểu là thằng nào ở phía trước chúng ta bắn thằng đó trước, như vậy ấy, team vừa dễ bảo kê, anh em không tự bóp bản thân mình. Mẹo nhỏ giúp thủ đường ngon hơn, không chỉ với theo nát đâu mà cách này ấy, các bạn thể áp dụng cho nhiều xạ thủ khác. Nếu bạn dùng tinh linh, tức là các bạn hãy cố bắn vào kẻ địch và kích hoạt tinh linh, sau đó chúng ta bắn vào lính ấy, giúp bạn thể dọn lính dễ dàng hơn. Cách này giúp bạn vừa thủ trụ ngon, đặc biệt với vị tướng không có mạnh ở khâu thủ trụ kiểu theo nát nhé. Một chút lưu ý để bắn tốt theo nát đó chính là các bạn phải nhớ chiêu 2 là để check, chiêu cuối là mở tranh nhé, hoặc là tự bảo kê mình. Chúng ta nâng mắc chiêu 1 nè, phù hiệu ma chú hòa tinh linh bổ trợ tốc biến. Ngọc theo nát thì hơi bị đa dạng luôn, 1600 chí mạng đều được nè, sắp thương chí mạng đều ok và kể cả là tốc đánh. Thứ 6, bạn cứ như ép mong muốn một ngày Toro trở thành tanker số 1 của Liên Quân. Thời gian gần đây ấy, sự xuất hiện của Toro ở giải đấu Việt và Đài ấy, khá nhiều đấy. Một phần là tiết kiệm bể tướng nè. Toro nếu cái lượng vàng khá ổn và hai bên cân bằng ấy, thiếu khả năng chiếc bản đồ cao, độc lập tốt và không sợ bị xúc đam.
đặc biệt là theo kiểu Carter mấy tướng thiên hướng băng vào kẻ địch như kiểu là bọn Badum, bọn Thên, Omen ấy rất là ngon. Là một trong số ít vị tướng ấy ở late game tự tin ăn nguyên combo của Hete mà lại không sợ bốc hơi, và Hete không dám băng vào láo. Sức mạnh của Toro hiện tại ở rank bây giờ người ta sẽ ưu tiên mấy con dạng kiểu là Thên nè, Badum, Lumbua, Senni hơn. Nó cũng là trâu, nhưng trâu này ấy là có thể vừa bảo kê được tốt nè, vừa mở gank được, lại có thể KS mạng hơi bị ngon, dễ hơn Toro nhiều. Vì khả năng bảo kê của anh ta ấy cũng là quá tự ưu vì chiêu có độ delay nhất định, cũng như là khó gánh nếu cùng là ở vai trò trợ thủ khi so với những vị tướng khác. Khi nào pick Toro đây? Toro sẽ khá ổn nếu đồng đội hay cụ thể là bọn xạ thủ ấy còn đang tự lo và không phụ thuộc quá nhiều vào trợ thủ. Khi đó ấy, Toro thể lao lên, băng xả và khép góc tối ưu hơn. Sẵn sàng lao vào khép góc xạ thủ của địch và ôm đam cho team nhá. Đặc biệt Toro thể counter khá ổn kiểu bọn Omen nè, Badum đấy. Theo anh em, Toro liệu cần boost thêm để phổ biến hơn ở cả rank và giải như trường hợp của Senni hay Thiên không? Chúng ta nâng Mark chiêu 1 nhá, phúc điên cuồng luôn. Mặc dù là chiêu 2 giảm đam đấy, nhưng ở đoạn đầu game là giảm chứ nhiều đâu, vì sau mới cần hà. Chúng ta sử dụng hiệu chói buộc để thể đốt và gây đam, hoàn toàn để kết hợp cùng áo lửa được nha anh em nhá, hoặc là mục giáp bổ trợ tốc biến hòa suy nhược, hoặc những anh em bố đời hơn cầm bục phá để KS cơ. Ngọc chúng ta để dùng ngọc cơ bản đó chính là phun máu. Thứ 7, bạn còn nhớ đầy giàu nhất đây. Showman hiện tại dù không còn quá hot nhưng mỗi khi sử dụng vẫn rất là sướng tay nhá. Sự thật ở tại mùa 23 này, Showman không có thể cầm đi top và gánh team được nữa, ngay cả khi bạn lên thêm chút đam. Đặc biệt đi đánh đơn nhá, lại càng khó, nên cứ cầm đi trợ thủ đi, vừa nhàn lại có giải hiệu ứng. Địch là tướng nào thì Showman làm bố. Nếu các bạn kỹ năng tốt, lượng tiền cho phép ấy, thì mấy con kém cơ động nè và không có khả năng ngắt trạng thái phi hành của Showman, ví dụ như là Elsu nè, Srika, Kali, Iggy, Krenak và kể cả Natalia, khi nó hết chút cuối các bạn vẫn có thể đụt nó lên bảng luôn. Ngoài ra nếu phải chạm trán được cuộc chơi trợ thủ ấy thì bọn kiểu Roshi, Senni, Malok khá bất lực khi gặp phải Showman. Lối đồ giúp Showman có thể đối đầu các đội hình kẻ địch, nói chung anh em ạ, các bạn cần đủ tốt thôi, còn lại các bạn full tank đi anh em ơi, nhấp nhà càng nhiều nhịp sát thương lại càng to, chúng ta chơi 100 máu cơ mà. Đặc biệt là nếu các bạn lên sớm được phụ truyền xích ấy, các bạn thể lao vào cấu để đùn đầy các thứ, thấp máu ư, chạy ra, đi một vòng để đầy đường, lại đầy cây máu, quá tuyệt vời đúng nào. Chúng ta nâng Mark chiêu 1 nè, quy hiệu du hiệp là mộc giáp, phép bổ trợ tốc biến. Về bảng ngọc sẽ có hai lựa chọn cho anh em, một là cái bảng xuyên giáp và thứ hai là cái bảng tanh, và quan trọng ở đây là phải có 10% tốc chạy. Đây đều là những vị tướng có tiềm năng lớn để có thể leo rank dù không còn là tier 1 lựa chọn. Và đây là những vị tướng mà TNG rất là thích chơi bởi vì nó mang lại rất là nhiều nguồn cảm hứng. Vậy thì anh em thích chơi cái vị tướng nào mang lại cho anh em nhiều niềm vui, hãy comment dưới video nhé. Bất chấp là nó có phải là tier 1 hay là nó hot hay không, TNG rất mong các bạn có thể tận dụng vị tướng này áp dụng và chơi nhiều hơn. Đương nhiên mỗi tướng ấy lại có điểm hay và các bậc rank khác nhau để nó làm chùm. Nếu các bạn có ý tưởng thú vị nhớ comment cho TNG biết nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video lần sau.